Ok các bạn đi qua để cho Vincent uh, một xin uh, một like một share mình sẽ bắt đầu cái livestream này ngay sau đây thôi. Ok. Cái livestream này ngay sau đây thôi. Ok các bạn đi qua để cho Vincent uh, một xin uh, một like. Ok. Hello. Um. Hello mọi người. Hello AK Recycle. Um. Ok, mọi người đã có nghe rõ không ạ? Và nếu mà bạn nào ghé qua cái livestream của Vincent thì bạn cho Vincent xin một like này. Còn cho Vincent xin một lời chào Rất là cảm ơn các bạn đã tham dự cái live stream ngày hôm nay Và trong cái video này thì thực ra nó là một cái postcard mà Mình tin chắc rằng dù bạn có muốn trở thành PT Hay là bạn chỉ học kiến thức cho biết Thì chắc chắn bạn cũng sẽ có được thêm rất là nhiều những cái phần Mà Vincent nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái chuyện tìm hiểu kiến thức Trong cái chuyện tìm hiểu về PT tìm hiểu về coaching, tìm hiểu về coaching online, tìm hiểu về cái ngành uh, fitness nói chung ở Việt Nam cũng như là ở trên uh, thế giới, mình cũng sẽ gọi là biết được những cái gì thì mình sẽ chia sẻ những cái đó, uh, những cái thất bại, những cái chưa tốt, những cái đã tốt hay là những cái gọi là uh, có thể nói là dự định của Vincent hay là dự định của những cái người mà Vincent uh, quen biết ở trong ngành này về cái việc là phát triển uh, fitness Việt Nam hay là phát triển cái nghề PT, cái nghề cốt chính nói chung đó thì uh, mình rất là mong các bạn sẽ gọi là có thể gọi là đưa ra những cái ý kiến các bạn, đưa ra những cái thắc mắc của các bạn cũng như là uh, say hello rồi cũng như là uh, nói những cái gì đó mà có thể nói là để cho Vincent và những cái người khác có thể cùng gọi là thảo luận được thì Vincent rất là cảm ơn Hello uh, Trần Trọng Nghĩa, hello Thành Ngô, hello Nhật Tống, uh, hello Gia Hưng, hello Vĩ Dương uh, Các bạn uh, qua thì cho Vincent uh, xin một like uh, Kênh uh, phát triển tốt là tại vì uh, được các bạn ủng hộ, được các bạn uh, like, được các bạn share, được các bạn uh, comment Được các bạn gọi là uh, đưa tới những cái thông tin để Vincent có thể gọi là trao đổi với các bạn nhiều hơn Thì đó là những cái thứ mà mình rất là mong à, nhờ cái sự ủng hộ của bạn nhờ cái sự giúp đỡ của các bạn thì à, kênh sẽ càng ngày càng gọi là biết được à, gọi là đến được với nhiều người hơn nhiều người sẽ biết được hơn và từ đó thì chúng ta sẽ có được một cái cộng đồng mà có rất là nhiều những cái kênh hay có rất là nhiều những cái thông tin hay có rất là nhiều những cái thảo luận đó là một cái đích mà vincent à, ngay từ thời điểm đầu mà xây dựng nên cái hệ thống uh, code vincent fitness hay là hệ thống vestetic hay là những cái thứ mà vincent làm trong suốt cái thời gian vincent lên online đó là cái mục tiêu của vincent à, mình cũng đã trình bày rất là rõ trong rất là nhiều video rồi đó, và À, cũng mong là các bạn à, gọi là ủng hộ Vincent bằng cách like, share bằng những cái thứ mà rất là thường thấy ở trên mạng xã hội đó là các bạn tương tác nhiều hơn, đưa ra câu hỏi, đưa ra à, lời bình luận, đưa ra ý kiến, đưa ra thảo luận nhiều hơn. Hello, uh, trường Trương Công. Hello, một bạn tên là Trần Trần Trần, không biết là bạn tên là gì thì mình sẽ chào bạn bằng cái tên mà bạn xuất hiện thôi. Tại vì uh, lúc đầu vào livestream thì nó cũng chưa có nhiều người coi và mình chưa thấy là ai uh, đặt câu hỏi gì nên là mình cũng cứ nói uh, làm nhảm làm nhảm như thế. Uh, mong các bạn nào mà thấy nó hơi làm nhảm quá thì các bạn có thể thông cảm là tại vì uh, mình là một người mà uh, mình làm những cái livestream này chủ yếu là nó khá là ngẫu hứng. Tức là mình không có thích cái... mình không có quen. chứ nói không thích không phải tức là mình không có quen uh cái sự chuẩn bị nhiều lắm là tại vì mình cũng không có nhiều thời gian trong ngày để mình có thể chuẩn bị những cái theo cái dạng live stream như vậy hay là theo cái dạng podcast hay là kể cả là những cái video vision quay ấy, thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng không có nhiều là tại vì thực ra là mình cũng không quen theo cái dạng là có chuẩn bị có kịch bản này kia mình nói theo thì còn nói mãi cũng không được và mình thích là làm những cái nội dung theo cái hướng là nó hơi ro một chút xíu nó hơi kiểu thô một chút xíu nó hơi kiểu thật và đôi khi nó cũng khá là random tức là nó hơi ngẫu hứng nó hơi ngẫu nhiên một chút xíu đó đó là cái ý thích của vincent ở trong cái việc làm nội dung và nếu các bạn có những câu hỏi nào hay là các bạn có những cái vấn đề gì mà liên quan đến chủ đề thì mình rất là cảm ơn là tại vì nếu các bạn không hỏi nhiều khi vincent cũng sẽ gọi là không có biết nói cái gì mà nó gọi là nó phù hợp với lại những cái video vincent làm thực sự là vincent có rất là nhiều thứ muốn nói mình có thể là một người mà khá là thích nói khá là thích truyền tải thông tin truyền tải kiến thức nên là cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ vincent bằng cách là đưa ra cái ý kiến của mình đưa ra những cái mà liên quan đến chủ đề mình cũng phải nhắc lại là tại vì các bạn có thể là đặt những cái câu hỏi mà nó hơi cá nhân quá nó hơi off topic thì nó nó lại không không có đúng cái ý muốn của vincent lắm mình cũng phải xin lỗi các bạn như vậy cái lý do mà tại sao vincent làm cái podcast này thực ra các bạn cũng biết rồi mình cũng đã chia sẻ ở trên uh, facebook của mình rồi là tại vì các bạn có thể xem một cái podcast ở đây nhân tiện mình cũng giới thiệu mặc dù thì cái kênh của văn tới thì chắc chắn là không cần uh, kênh của vincent giới thiệu đâu là kênh của văn cưới tới thì rất là khủng đó một trong những cái kênh về về fitness nói chung khủng nhất tại Việt Nam mà lượt sub rất là cao 340.000 sub lượt xem rất là cao nhưng mà mình rất là thích cái podcast này là tập tạ và kiếm tiền Làm sao để kiếm tiền và tăng nguồn thu cho dân tập luyện Thì trong cái podcast này, một cái phần talk nó khá là ngẫu nhiên Mình cũng thấy cái sự ngẫu nhiên ở trong đó Và có sự tham gia của Lộc Nguyễn này, có sự tham gia của Văn Tới này Và có một cái nhân vật mà như các bạn thấy ở đây Một cái bông hồng duy nhất ở trong cái podcast đó là bạn Kim Loan Vận động viên Kim Loan và... Đây là một cái podcast mà nó khá là ngẫu nhiên Tuy nhiên nó cung cấp tới rất là nhiều những cái khía cạnh về mặt gọi là kiến thức làm nghề, kiến thức phát triển sự nghiệp, kiến thức phát triển gọi là về mặt gọi là con người, về mặt đam mê, về mặt cái gì mình theo đuổi thì mình cần xây dựng những cái gì và có một phần mình rất là ấn tượng đó là Kim Loan chia sẻ thì Kim Loan là mong muốn có một cái gọi là kim academy trong tương lai kim loan academy gì đó trong tương lai và đi theo cái hướng là muốn xây dựng ra những cái dạng theo cái dạng academy như thế theo cái dạng trung tâm như thế để cung cấp những cái nền tảng kiến thức tốt hơn có thể nói là để gọi là làm lại rất là nhiều thứ ở trong cái ngành fitness này được gọi là quy chuẩn hơn được gọi là hệ thống hơn được gọi là đúng hơn và cái tính hệ thống là một cái thứ mà thời gian gọi là hiện tại là cái thế giới online nó đã gọi là mình cũng đã dùng cái từ là giết chết cái tư duy hệ thống của bạn là tại vì các bạn tìm tới những cái tips tìm tới những cái mẹo vặt tìm tới những cái ngọn tìm tới những cái vụn vặt rất là nhiều nhưng các bạn lại nghĩ rằng nó sẽ gọi là mang lại rất là nhiều những cái tác dụng thần thánh rất là nhiều những cái hiệu quả thần thánh mà các bạn đã quên đi mất một cái rất là quan trọng ở trong phần gọi là huấn luyện trong phần tư duy trong phần khoa học nói chung đó là cái tính hệ thống và tất cả những cái thứ ở trên cái cõi đời này mình có thể nói như thế và kể cả là cái trái đất này nó cũng là cái hệ sinh thái, nó cũng là cái hệ thống vận hành của riêng nó chứ nó không phải là sống nhờ những cái yếu tố vụn vặt sống nhờ ông Vincent, sống nhờ ông Lộc Nguyễn, sống nhờ ông Văn Tới hay sống nhờ uh, gọi là vận động viên Kim Loan, đó là uh, cứ ông này quăng cái tip này ra, ông này quăng cái kiến thức này ra ông này quăng cái gì đó ra nghe có vẻ hay ho một cái hệ thống kiến thức hay là một cái hệ sinh thái kiến thức nó không có đơn giản là những cái tips vụn vặt và những cái à, có thể nói là bề nổi hay có thể nói là ở cái ngọn thôi Và nếu mà không muốn nói là tất cả những cái kiến thức mà vụn vặt hay là cái kiến thức dạng mà ngắt ngọn ấy Thì đối với Vincent tất cả kiến thức đó mình đều có thể mang lên bóc phốt và nói rằng nó chưa chính xác được Là tại vì nếu không đặt trong một cái hệ thống, nếu không đặt trong một ngữ cảnh ấy Thì tất cả những yếu tố vụn vặt đó nó đều trở thành một cái gọi là nội dung xem cho vui và áp dụng nó rất là hên xui. Cái này là cái mà mình đã mới chia sẻ một vài bạn làm PT mà có thể nói là theo dõi cái kênh của Vincent cũng như là đã tham dự vào Fitness Bay, một cái nền tảng hệ thống kiến thức mà bản thân Vincent xây dựng thì cái câu chuyện của cái postcard của kim loan của lộc nguyễn và của văn tới đặc biệt là văn tới thì cũng đã trải qua cái thất bại về mặt nghề nghiệp và à, về mặt tài chính nữa nên là những cái câu chuyện từ kim loan chia sẻ từ văn tới chia sẻ cũng như là từ lộc chia sẻ thì à, nó tạo cảm hứng cho vincent vincent muốn làm một cái postcard như thế này nhân cái video như thế và rất là cảm ơn à. văn tới rất là cảm ơn lộc nguyễn rất là cảm ơn à. Đinh Kim Loan đã mang tới một cái phần podcast nó rất là ngẫu nhiên nhưng mà nó rất là thật và nó rất là cần thiết ở trong cái ngành fitness của chúng ta hiện tại. À. Hello Nhật Tống, à, lúc nào cũng like cho coach bởi vì nhờ kênh của coach nên mình mới tiếp cận đúng đắn hơn trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi, lạp style phù hợp và mạnh khỏe hơn. À, rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ thôi và nếu các bạn từ cái kênh của vincent mà à, có được một cái cách tiếp cận đúng có được một cái nhìn đúng có được một hướng đi đúng thì nó đúng với những cái gì mà vincent muốn xây dựng mình không làm theo cái dạng đưa tips này tips kia đưa những cái thứ theo cái dạng là uh, những cái kiến thức nhanh, những cái thông tin nhanh mình phải dùng cái từ thông tin nhanh là tại vì nó chỉ là nội dung, nó chỉ là thông tin thôi. Còn kiến thức là cái mà bạn đạt được thì cái kiến thức mà bạn đạt được thì nếu nó nằm rời khỏi cái hệ thống của nó, nó rời khỏi cái hệ thống giống như hệ thống fitness bay của vincent chẳng hạn đấy, thì có thể nó chưa chính xác. Có những kiến thức nếu đặt trong ngữ cảnh này, đặt vào trong cá nhân này, đặt vào trong cái hệ thống này cái cách tiếp cận này thì nó đúng còn có những cái kiến thức hay là có những cái thông tin mà nếu rời ra khỏi những cái kia thì có thể nó chưa đúng và có thể nó gây ảnh hưởng một cái gọi là nguyên lý, một cái gọi là thiết luật mình phải dùng cái từ thiết luật ở trong fitness rất là quan trọng. Với những cái bạn làm nghề đó là interfering principle tức là nguyên lý can thiệp là tại vì mọi thứ nó sẽ can thiệp với nhau chứ không chỉ là về sức mạnh hay là sức bền cái này thì mình cũng đã trình bày trong những cái phần kiến thức uh, fitness base cho những cái bạn đã tham dự rồi nhưng mình phải nhắc lại là bảy cái thiết luật đó thực ra là bảy hay tám gì đó mình có thể uh, không có nhớ đúng là bảy hay tám là tại vì có những cái đơn vị thì người ta sẽ đưa vào một vài những cái principle khác nhưng mà đối với mình đó là bảy cái thiết luật mà nó là tít nó là kết tinh nó là tinh hoa của toàn ngành fitness trong có thể nói là trong khoảng 100 năm nay thì năm 1920, năm 1922 cũng là cái năm đầu tiên mà có một cái giáo trình hay là có một cái chương trình huấn luyện được bán ra kiếm tiền thì có thể tính là uh, fitness ở thời điểm hiện tại là phát triển từ cái năm đó thì trong vòng 100 năm đúc kết lại nó dựa trên những cái quy luật như thế nên là nó không phải là những cái thứ mà có thể là bạn đọc bạn thấy uh, nó hơi mơ hồ nó hơi xa vời hay là nhiều khi bạn không hiểu được nhưng thực sự bạn phải hiểu bảy cái thiết luật đó như thế nào và áp dụng được vào trong cái huấn luyện của bạn hay là vào trong cái chương trình tập luyện của bạn trong cái cách tiếp cận của bạn với lại cái bộ môn này thì chắc chắn bạn sẽ có được rất rất là nhiều lợi ích và trong cái chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng đã làm một cái phần khảo sát Thì các bạn thấy ở đây là um, bạn đang ở trong cái tình trạng như thế nào bạn đang làm pt muốn nâng cấp sự nghiệp bạn nào mong muốn trở thành pt hay là bạn chỉ học kiến thức cho biết thì các bạn có thể thấy sơ qua cái phần bình chọn ở đây và chắc chắn thì nó sẽ thay đổi khi mà các bạn sẽ tham dự vào cái live stream này theo thời gian thì sẽ số người xem sẽ tăng lên và mình cũng mong muốn là các bạn à, bình chọn cái phần này để Vincent xem xem là ở, ở trên kênh của Vincent thì Cái số lượng hay là cái à, Gọi là cái phân chia về mặt, gọi là các mục tiêu khác nhau khi bạn xem những cái kênh của Vincent như vậy thì Nó nằm ở cái mức nào à, Và mình chắc chắn là à, Cái số lượng mà người làm PT muốn nâng cấp sự nghiệp thì chắc chắn là sẽ không bao giờ gọi là Chiếm đa số được, chắc chắn rồi. Rồi cái người mà mong muốn trở thành PT ấy thì cũng có thể là sẽ là uh, chiếm số đông hơn nhưng cái chuyện bạn mong muốn của cái chuyện bạn có thể trở thành hay không nó lại là cái khác và đa phần là các bạn học kiến thức để cho biết để ứng dụng cho bản thân để ứng dụng cho người thân và gia đình thì cái câu slogan ở trên cái kênh của vincent uh, không biết là các bạn nào theo dõi từ đầu các bạn hay nhớ hay là các bạn có thể là các bạn đã từng được vincent uh, gọi là nói tới đó là uh, đối vincent thì cái người pt đầu tiên mà tốt nhất cho bạn chính là bản thân bạn và với cái cách tiếp cận như thế thì tại sao tất cả những cái nội dung mà vincent chia sẻ nó đều theo cái dạng là ở uh, nhiều khi uh, một vài người không hiểu là chả có đưa ra cái tips gì chả có chỉ là bạn làm sao hay là chả có kêu là ăn gì uống gì chả có kêu là tập gì bài gì các thứ này kia nhưng mà nếu các bạn hiểu về pt các bạn hiểu về huấn luyện thì đó là cái cách trình bày mà để cho uh, những cái bạn nào mà bạn muốn trở thành cái người PT tốt nhất cho bản thân thì bạn cần phải tìm hiểu thêm bạn cần phải từ những cái mà Vincent trình bày như thế là các bạn hiểu được cái vấn đề của các bạn là nó đang nằm ở đâu còn thực ra thì những cái tips ăn uống những cái tips về mặt dinh dưỡng thực phẩm bổ sung hay kể cả là tips tập luyện những cái bài tập để cho cánh tay to nhất đấy thì nó hàng triệu video rồi nó hàng gọi là tỷ 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 cái lượt view rồi và Vincent thì cảm thấy là mình không cần thiết là phải làm lại những cái video dạng như vậy. Trong cái livestream này thì mình sẽ gọi là muốn được nghe những cái câu hỏi của các bạn nhiều hơn về cái chuyện là nghề PT, cái chuyện là từ PT như thế nào, coaching như thế nào rồi. Có thể là bạn đã xem cái video của Văn Tới, của Lộc Nguyễn và của vận động viên Kim Loan thì bạn thấy cái video đó có những vấn đề gì mà bạn cảm thấy thú vị mà bạn muốn chia sẻ hay là bạn muốn hiểu thêm thì bạn có thể gọi là cùng với Vincent với mọi người thảo luận ở trên kênh cho nó sẽ gọi là vui vẻ hơn cái video này thì mình làm hoàn toàn thuần túy về cái nghĩa là như là cái tựa đề của video nó là xây dựng sự nghiệp coaching và xây dựng sự nghiệp nếu bạn muốn trở thành PT kể cả là bạn muốn học kiến thức cho biết để trở thành một người PT cho bản thân này để trở thành một người PT cho gọi là bồ mình này cho gọi là người thân mình này đó thì nó cũng chung với lại tất cả những cái định hướng về mặt kiến thức nói chung thôi. Đối với Vincent, tất cả nó đều đi theo cái định hướng có thể nói là phải giống nhau. Còn với mỗi người, người ta sẽ có quyền lựa chọn cái chuyên môn người ta. Người ta có muốn là kiếm tiền nhờ cái chuyên môn này không? Hay là người ta có muốn kiếm tiền nhờ cái ngành này không? Còn thực tế ra thì mình cũng đã chia sẻ ở trên Facebook rồi. Tức là có rất là nhiều người à, cứ không muốn gọi là rũ bỏ ra cái lớp áo thần kỳ cái lớp áo thần bí của nghề PT hay nghề cốt tức là luôn gọi là xây dựng ra một cái lớp áo hay một cái gì đó make up ở bên ngoài. Tức là cái nghề này nó rất là thần bí, nghề này nó rất là cao cấp, nghề này nó gọi là uh, nó có cái bí mật, bí kíp hay là cái gì đó gọi là bí mật thất truyền gì đó mà chỉ một ông đó biết hay là chỉ một bạn đó biết thôi. Còn những người khác không biết ấy, thì thực ra là đối với Vincent thì uh, đa phần khi mà tất cả những cái nghề nghiệp đã ở cái mức gọi là professional, ở mức kiếm tiền rồi ấy, thì bạn phải đạt một cái tiêu chuẩn nào đó thì bạn mới có thể kiếm tiền được và đã ở một cái mức tiêu chuẩn rồi thì chỉ trừ khi là có những cái cuộc thi cụ thể hay là có những cái bằng cấp hay là có những cái hướng đi theo cái dạng là học hàm học vị cụ thể chứ còn đa phần là ai cũng sẽ có thể học được có thể làm được có thể kiếm tiền được và cái chuyện mà bạn gọi là gỡ đi hay là bỏ đi những cái lớp áo gọi là cao siêu những cái lớp áo gọi là thần thánh gì đó thì hoàn toàn nó sẽ giúp ích cho bạn là mở rộng ra rất là nhiều thứ thực tế là như thế là tại vì có thể là ở việt nam thì các bạn vẫn còn khá quen với cái chuyện là kiếm tiền dựa trên cái sự thiếu hiểu biết của người khác tức là mình luôn muốn gọi giấu đi những cái nguồn gọi là thông tin giấu đi những cái nguồn kiến thức hay là giấu đi những cái thứ mà mình uh, truyền tải cho người khác để gọi là người ta càng ít biết thì mình càng lấy tiền được nhiều hơn từ người ta nhưng mà đối với vincent mình có thể nói là mình cũng là cái người là theo cái nghề pt hay bắt đầu cái nghề pt thì đúng hơn rất rất là sớm thì mình phải nói các bạn là ở à, nhiều khi các bạn nghĩ như thế là các bạn sẽ không có kiếm được quá nhiều tiền và các bạn sẽ không có một cái phần à, theo vincent đó là xây dựng được một cái một cái nghề nghiệp một cái sự nghiệp gì cho bản thân mà ở một cái cấp độ cao hơn ngoài cái chuyện là bạn bán hàng đó đó là cái đầu đầu tiên mà mình phải chia sẻ Hello Lâm Tiến uh... <laughs> Sự nghiệp coaching của coach từ trước đến nay đã trải qua những khó khăn hay thuận lợi gì em? Nói về sự nghiệp uh, coaching của Vincent ấy thì thực ra à, chả lời cho một cái bạn là chân lành hỏi như này nhưng mà chắc chắn thì mình cũng sẽ gọi là trả lời theo cái khía cạnh là mình trả lời chung cho rất là nhiều bạn đang theo dõi thôi thì cái chuyện cái sự nghiệp của mình ấy kể ra thì nó sẽ khá là dài thực sự khá là dài mình bắt đầu gọi là tiếp xúc với công việc làm pt hồi đó còn chưa có cái chữ pt đâu đó là năm 2007, tức là mình làm một cái phòng tạ gọi là, các bạn hay gọi là phòng phối, phòng cỏ thôi. Và mình làm uh, gọi là, gọi là trợ lý kiêm, gọi là phó phòng, cái kiểu kiểu như thế. Phòng tạ thì chỉ có có một anh, anh mở ra, một anh cũng rất là cơ bắp, cũng có từng đi thi đấu này kia, anh mở ra và anh kiếm một cái người để phụ anh quản lý, phụ anh hướng dẫn máy móc này kia, BCD và mình làm để mình kiếm tiền. Đó, mình kiếm tiền, thì... Uh, cái thời điểm đó là mình đã bắt đầu mình làm cái công việc mà sau đó thì mình mới biết đến cái từ là PT tức là cái từ personal trainer lúc đầu cái từ PT nghe nó rất là hay ho nghe nó rất là mới lạ và nghe nó rất là theo cái kiểu rất là cao cấp và mình à, bắt đầu là tiếp xúc với nghề PT đúng cái chữ PT là từ năm 2009 và sau đó thì mình cứ làm cũng có lúc là làm lên làm xuống cũng gọi là có lúc gọi là đi ra phát triển sự nghiệp riêng, cũng có lúc là mở phòng riêng, cũng có lúc là kinh doanh thất bại, cũng có lúc là không thể gọi là tập trung làm cái nghề đó mà phải làm cái nghề tay trái, tức là cái nghề đó là một cái nghề mình luôn luôn làm nhưng mà mình phải làm những cái nghề khác chẳng hạn và nó thực ra nó là một cái con đường ấy, nếu bạn nào mà theo dõi cái ngành fitness Việt Nam phát triển thì cái con đường này khá là phổ biến, khá là phổ biến. Đó. Còn à, chào bạn à, Vĩ Dương, bạn Vĩ Dương thì có một cái à, câu hỏi à, rất là hay. À, xíu nữa nếu mà không bạn nào đặt câu hỏi thì mình sẽ quay trở lại những vấn đề cá nhân là tại vì mình thì mình muốn chia sẻ những cái phần à, kinh nghiệm cho những cái bạn mà à, có thể nói là muốn tiếp xúc với nghề PT hay muốn hiểu hơn nghề PT nhiều hơn là những cái câu chuyện của bản thân Vincent. Còn bạn Vĩ Dương thì có hỏi là chú thế thế nào về tầm quan trọng của bằng cấp với PT ở thời điểm hiện tại ạ? À? thực ra phải nói với các bạn như thế này nó là tất cả các nghề nghiệp ấy, đối với vincent là đều cần phải có bằng cấp đó đó đều cần phải có bằng cấp cái bằng cấp nó không có gọi là phân định ra là bạn giỏi hay bạn siêu đẳng hay bạn cái gì cả nhưng là nó là một cái chứng nhận để đảm bảo rằng là các bạn sẽ học được những kiến thức nền tảng đúng đắn những cái kiến thức của toàn ngành các bạn sẽ không bị theo cái dạng là pro tự mò tự học tự bơi tự này kia tự gọi là hình thành những cái mà có thể là đối với các bạn thì nó đã đúng đối với các bạn thì nó tốt nhất nhưng nếu các bạn không trải qua cái quá trình là học những cái thứ nền tảng và được một cái chứng nhận nào đó ở một cái đơn vị uy tín ấy thì có thể những cái kiến thức của bạn ấy nó bị lộn xộn này cũng có thể là nó chưa tới này hay cũng có thể là nhiều khi nó sẽ không được đúng ở thời điểm hiện tại. Còn cái chuyện mà bằng cấp với pt thì các bạn cũng phải uh, phân định ra là tại vì ấy, nếu là chứng nhận chứng chỉ theo cái dạng là ở uh, rất là nhiều các bên có thể làm ra một cái chứng nhận chứng chỉ là đã tham dự cái lớp học này hay là đã tham dự cái cái cái, cái buổi học này hay đã dự cái buổi workshop này 3 ngày cũng có thậm chí một tuần cũng có rất là ngắn hạn như thế thì cái đó là cái quan niệm bằng cấp ở Việt Nam ấy thì đối với ngành PT cái đó nó không đủ cái đó nó không đủ thực sự là như thế cái đó nó không đủ còn có cũng tốt hơn không nhưng bằng cấp với PT thì các bạn cũng phải phân biệt ra là quan trọng là cái bằng đó nó là thể hiện cái gì cái bằng đó nó thể hiện cái gì chứ không phải là cái chuyện là ở cái 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 bằng đó là cái bằng 3 ngày chứng nhận nó sẽ khác cái bằng 7 ngày chứng nhận nó sẽ khác hay là cái bằng cấp mà học gọi là dài kỳ nó sẽ khác hay là từ đơn vị gọi là uy tín hơn thì nó sẽ khác hay là từ đơn vị theo dạng là quốc tế tốt đầu nó sẽ khác hay là rất là nhiều những cái như thế còn cái chuyện mà uh, tầm quan trọng của bằng cấp của một người PT ấy nó nằm ở cái chuyện ấy tức là cái người PT đó muốn phát triển lên cái cấp độ nào muốn phát triển lên cấp độ nào là tại vì cái bằng cấp nó chỉ là cái chứng nhận thôi nó là cái giấy là bạn đã kết thúc xong thì rất là nhiều người chỉ dùng cái bằng đó chỉ dùng cái giấy chứng nhận đó để đi làm thì nó rất là khác để đi làm thì nó rất là khác nhưng nếu bạn muốn phát triển theo cái con đường là bạn học thêm được rất rất nhiều kiến thức ấy, thì cũng có những cái chứng nhận bạn phải mất khá là nhiều thời gian thì bạn mới nhận được nó còn tùy thuộc vào độ khó tùy thuộc vào cái giáo trình mà người ta đào tạo ra cái cách kiểm tra abcd này kia rất là nhiều thứ và cái định hướng của bạn về mặt lâu dài nữa còn cái chuyện mà cũng có một vài bạn Vincent nhớ là trong quá khứ là Bạn hỏi Vincent là à, Anh ơi sao em thấy là có idol nào đó trên online mà à, Gọi là nói là bằng cấp này kia không quan trọng này kia Nhưng các bạn phải hiểu là đó là đối với người ta Là tại vì nhiều khi người ta không có bằng cấp Và mình thì mình gọi là không có Quan trọng là một cái người mà nói chuyện với mình là phải có bằng cấp hay không Nhưng nếu bạn không có bằng cấp thì bạn cũng không được chê bằng cấp đó đó là một cái mà cái cách tiếp cận mission cũng giống như là bạn không ăn thịt nhưng bạn không được chê cái người ăn thịt bạn gọi là không gọi là ăn chay đi chẳng hạn ấy thì bạn cũng không được chê cái người ăn chay đó là cái lựa chọn hay là đó cách tiếp cận hay là đó là những cái thứ mà bạn phải chấp nhận rằng là ở trong cuộc sống nó sẽ đa dạng nó sẽ muôn màu còn cái chuyện bằng cấp với pt ấy thì các bạn cũng phải đặt câu hỏi là tại sao người ta lại làm ra những cái đơn vị đào tạo tại sao lại ví dụ như là các bạn đi làm ở nước ngoài đi các bạn không thể nào các bạn cứ vào à, kinh nghiệm 3 tháng 6 tháng trong trung tâm đào tạo ABCD kia kể cả là kinh nghiệm một năm nữa các bạn không thể nào cứ vào như thế các bạn xin được các bạn nhất thiết các bạn cần phải có một cái chứng nhận nào đó cần phải có một chứng chỉ nào đó và ở Việt Nam thì nhiều khi là nó chưa bắt buộc cái đó là tại vì ở Việt Nam thì cái người quan trọng nhất là cái người mở phòng tạ cái người chủ phòng là phải có một cái bằng của liên đoàn cấp cái bằng đó thì bạn có thể học khá là nhanh thôi nó là một cái chứng nhận để bạn trải qua cái lớp đó thì chỉ dành cho người chủ đó thôi nhưng mà những cái người còn lại ở trong cả cái phòng đó chẳng hạn ấy thì người ta không cần thiết phải có cái bằng nào cả lên khi mà người ta đã không cần thiết phải có cái bằng nào thì người ta cứ vào người ta làm thôi nhưng mà cái chuyện này theo như Vincent biết kinh nghiệm của Vincent thì Vincent cũng không đi khắp các phòng ở trên thế giới hay không đi quá được nhiều nước được nhưng mà đối với những cái nước mà Vincent đã đi hay là kể cả là cái cái chứng nhận của Vinson ấy thì nó có thể làm việc ở toàn Bắc Mỹ đi chẳng hạn đó thì ở những cái khu vực nào hay là ở những cái đất nước nào đó thì cái tầm quan trọng của cái bằng nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là à, nó có quyết định gì với cái với cái công việc của bạn không còn nếu người ta bắt buộc phải có bằng cấp người ta mới cho bạn làm thì cái đó là cái mà chắc chắn nó sẽ quan trọng còn nếu mà bạn chỉ gọi là vào một phòng bạn làm và bạn à, coi như là một công việc ngắn hạn để kiếm tiền mà người ta không yêu cầu bạn là về mặt à, chứng nhận về bằng cấp gì cả thì có thể là bạn không cần còn đối với vincent là quan trọng cái bằng cấp đó nó phải đại diện cho cái gì và bạn muốn dùng cái bằng đó để làm gì hay là à, bằng đại học mang ra cũng quạt lò thì nó cũng chỉ để quạt lò thôi chứ nó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì cả đó đó mình nói như vậy thì không biết là các bạn à, suy nghĩ nào thì các bạn có thể đặt câu hỏi hay đưa ra ý kiến nhưng đối với vincent là như thế chừng nào còn hai thứ tồn tại. Một là thuốc giảm cân, hai là những sọt uh, 5 phút mỗi ngày, bla bla. Anh em PT chân chính không bao giờ sợ lụt nghề đâu. Thực ra thì uh, bản thân cái chữ gọi là personal trainer, nó đã nói lên cái chuyện là cái nghề nghiệp của, của các bạn PT hay là nghề nghiệp của những người mà cung cấp dịch vụ, huấn luyện, dịch vụ, uh, coaching đó là mình làm việc riêng với một ai đó Để hướng dẫn họ tập luyện Hướng dẫn họ dinh dưỡng Hướng dẫn họ là à, Có thể gọi là thay đổi được Về mặt lối sống để gọi là Có thể có được hình thể Có được sức khỏe Hay là có được cái sự tận hưởng Cuộc sống tốt hơn Chẳng hạn thì Bản thân cái chữ đó Nếu mà bạn dịch ra Về mặt gọi là Con người Hay là về mặt nghề nghiệp ấy Bạn cũng phải hiểu là Thực ra nó không có chân chính Hay là chân phụ gì cả đâu Đó Mà cái chuyện cái nghề nghiệp nếu bạn muốn sử dụng đúng cái chữ nghề nghiệp để bạn kiếm tiền thì nó khác còn cái chuyện mà người ta làm nội dung 5 phút mỗi ngày hay là người ta kinh doanh người ta buôn bán nó rất là khác đó và à, thực ra là Vincent cũng đã chia sẻ ở trên kênh rất là nhiều là Vincent thì không có nói về chuyện kinh doanh Vincent cũng không phải là thằng giỏi kinh doanh Vincent nếu mà xét về khía cạnh kinh doanh thì mình thua rất là nhiều người mình không giỏi làm kinh doanh mình không giỏi làm buôn bán đó và mình không bao giờ đề cập đến cái chuyện là ai buôn bán cũng có những người là comment tới kênh của Vincent hay thậm chí là inbox là uh, anh này nổi tiếng này kia bán thực phẩm bổ sung này kia lùa gà này kia hay là anh kia gọi là bán sam bán đồ hàng này kia mà cái chuyện về sam còn nói xa bcd kia thì cái chuyện đó là mình không bao giờ mình trả lời hay là mình không bao giờ có ý kiến là tại vì cái chuyện kinh doanh của người ta mình không bao giờ mình có ý kiến được đó hay là uh, một vài bạn còn comment tới là ở uh, Uh, tại sao mà anh không nói về văn tới hay tại sao anh không nói về uh, gọi là anh huy small dream hay là những cái người này người kia thì các bạn phải hiểu ấy đó là tại sao mình lại làm những cái nội dung review là mình review kiến thức chứ mình không phải là à, làm liên quan đến chuyện kinh doanh của người ta <laughs> Chào bạn Trần Huy, sao bạn bán khóa học gì hơn 2 triệu đó? Ờ thì mình bán khóa học là tại vì mình cung cấp dịch vụ trinh, mình cung cấp dịch vụ kiến thức và về phần kinh doanh thì mình sẽ có quyền là mình dùng chất xám của mình ra để mình kinh doanh. Chứ nó chả có gì là sai trái hay là chả có gì là không chân chính hay là chả có gì để bạn phải đặt câu hỏi tại sao cả. Là tại vì trên cái cõi đời này ấy thì các bạn muốn học các bạn phải bỏ tiền đó hoặc là các bạn phải tự học, học lén, học lỏm, học học gì học đó chứ còn các bạn không thể nào đặt câu hỏi là tại sao có một người người ta kinh doanh cái gì được. Đó, mình cũng là người kinh doanh, mình cũng nói là mình kinh doanh mà, mình cũng nói là mình bán hàng mà, mình cũng nói là mình bán dịch vụ và mình chỉ nói là mình không có đẻ động đến cái phần kinh doanh của người khác hay là mình không phải là một người kinh doanh giỏi. Đó chứ nếu mình là người kinh doanh giỏi thì thực sự bạn ấy, mình sẽ bán nhiều thứ khác ấy. Đó nhưng mà mình không phải là người kinh doanh giỏi. Đó, mình cũng không có gọi là theo cái theo cái thiên hướng là kinh doanh hay theo cái hướng là salesman và trong cái nghề PT thì có một cái câu mà mình học được từ gọi là asset ace thôi thì uh, nói đi cũng phải nói lại là tại sao mình lựa chọn asset ace là tại vì nó có một cái câu ấy là uh, PT is not a salesman tức là cái người PT không phải là một người bán hàng cái câu này là một cái câu mà cái nhà sáng lập của asset là gọi là uh, Dr. Hartfield, à, giáo sư Hatfield hay có một cái tên à, rất là nổi tiếng khác ở trong thế giới, gọi là Paul Đó là Dr. Squat, đó, đó là Dr. Squat Ông này Squat thì đạt kỷ lục thế giới luôn, nếu bạn mà à, search Google, search Wiki thì bạn sẽ biết thì Ông này ông nói một câu đó là PT không phải là người salesman PT cung cấp dịch vụ, cung cấp kiến thức thì lấy tiền và tất cả chúng ta đều làm cái chuyện như thế đó và các bạn đi làm ở bên ngoài thì các bạn cũng phải lấy tiền. Không có bữa trưa là miễn phí cả. Các bạn phải hiểu như thế. Tất cả những cái gì miễn phí nó đều phải có một cái gì đó mang lại cho cái người mà người ta cung cấp cái đó mà bạn là nghĩ là miễn phí nhưng thực ra nó chẳng có gì miễn phí ở trên đời này cả. Đó. Chỉ có là bạn chưa biết thì bạn mới nghĩ nó là miễn phí thôi, mới nghĩ là nó tốt thôi. Hay là bạn hám rẻ hay là bạn gọi là có tư duy là bạn muốn cái gì càng rẻ càng tốt và bạn chỉ có thể đáp ứng với cái chuyện đó thôi. Đó, chứ còn mà mình bán 2 triệu ấy là còn rẻ các bạn ạ. Nếu các bạn nào mà đã từng gọi là đi học uh, về mặt coaching trinh ấy, 2 triệu là con số rẻ các bạn ạ. Mình nói thật các bạn như thế. Và thực ra con số 2 triệu ấy là chỉ là con số bắt đầu thôi. Đó, bắt đầu thôi. Chứ nếu bạn nào mà biết về coaching trinh ấy, không người cốt nào một tháng ấy, mà người ta lấy 2 triệu đó các bạn ạ. Đó, các bạn phải hiểu như thế nên là uh, các bạn phải hiểu như thế này. Mình là cái người đi kiếm tiền. Mình cũng phải nuôi sống bản thân mình, nuôi sống gia đình mình, nuôi sống những người mình phải nuôi sống. Các bạn nghĩ mình lên Youtube, mình nói như thế này hay là mình làm những cái nội dung như thế này ấy. Các bạn nghĩ là mình là thằng dở hơi hay là mình là thằng gọi là... Uh, quá rảnh để gọi là có thể gọi là cung cấp những cái những cái gì đó gọi là uh, mình sống bằng gọi là hang đá hay là mình sống bằng gọi là wifi chùa ở trên vệ tinh hay sao. Uh. Uh, sorry bạn Trần Huy nha, mình phải nói nhắc lại một bạn một lần nữa nếu bạn còn kiểu là bạn hay là cái người mà bạn vào đây bạn cứ hay hỏi những cái câu chẳng liên quan này rồi bạn hay hỏi theo cái hướng là bạn chỉ muốn gọi là cho bản thân bạn thôi ấy thì Vincent sẽ phải block bạn một lần nữa mình cũng đã block bạn rất là nhiều và mình cũng đã gọi là không muốn trả lời bạn rất là nhiều rồi đó là tại vì dường như bạn gặp một cái vấn đề nào đó về mặt suy nghĩ mà bản thân Vincent và rất là nhiều người ở trên cái kênh này giải thích cho các bạn giải thích cho bản thân bạn rồi nhưng bạn không bao giờ bạn chịu nghe đó bạn muốn có được câu trả lời và người ta gọi là theo bạn và người ta gọi là giúp bạn và người ta giải thích cho bạn nhưng bạn không bao giờ nghe đó thì bạn đừng lên đi hỏi đó bạn đừng lên đi hỏi là tại vì bạn không chịu nghe không chịu học ấy thì bạn đừng lên đi hỏi đơn giản như vậy thôi đó còn có những cái câu hỏi là không ai có thể gọi là trả lời gọi là cho bạn một cách là nhanh gọn được đó là tại vì bạn còn thích là miễn phí nữa mà người ta phải dạy bạn người ta phải chỉ bạn nữa là không có là các bạn ạ đó. <cười> <cười> Thực ra thì mình cũng không có muốn nói quá nhiều đến khía cạnh đắt rẻ đây là tại vì đã là một cái sản phẩm kinh doanh ấy thì cái giá nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố đó còn đắt hay rẻ nó tùy thuộc vào từng người Thực ra là 2 triệu là 2 triệu đó là gọi là dành cho những cái bạn mà bạn ấy tự học bạn ấy tự nghiên cứu bạn ấy tự này kia thôi chứ còn không phải ai cũng hai triệu đó các bạn ạ có những bạn bạn gặp cái tình trạng ví dụ như là tình trạng bệnh lý này hay cũng có những bạn còn gọi là bị khiếm khuyết về mặt vận động này rồi rất là nhiều những cái tình huống khác nhau đó chứ còn À, xây dựng ra một khóa học hay xây dựng ra một cái dịch vụ coaching thì cần phải có một mức giá để chúng ta dựa trên đó chúng ta làm việc và cần phải có mô tả đó cần phải có mô tả chứ không có một mức giá để bắt đầu hay là không có một cái mô tả cụ thể thì à, các bạn sẽ không có cái cái gì mà các bạn chọn được hay các bạn biết là sinh cung cấp như thế nào được đó là một cái rất là bình thường mà và à, chào bạn thắng lê thì thực ra là bạn trần huy này ấy, bạn ấy rất là phiền ở ở cái khía cạnh là bạn ấy muốn biết học muốn biết kiến thức muốn muốn học muốn tìm hiểu muốn này muốn kia đó nhưng khi người ta có nói bạn thì bạn cũng không nghe theo đấy thì không thể nào mà một cái người như Vincent hay là tất cả những cái bạn trên kênh livestream này là cứ tập trung để giải quyết mỗi vấn đề của bạn được bạn có quá nhiều vấn đề đó nhưng mà bạn lại muốn rẻ này muốn miễn phí này muốn người ta phải giải thích tường tận này nhưng mà người ta giải thích xong ấy thì bạn lại còn không học nữa bạn lại còn không đồng ý nữa thì lại thành ra là à, bây giờ là bạn phải gọi là đến bắt cóc Vincent này này đó bắt cóc về nhà không tra tấn không bảo là mày phải tao nói cái gì không mày mày phải nói mày giải thích cho tao bao giờ gọi là tao hài lòng ấy thì tao mới thả mày thì chỉ có cái cách đấy thôi chứ không ai có thể gọi là trên online mà có thể đi để phục vụ một mình bạn được mà không phải Vincent mà tất cả các bạn đang xem livestream đều phải phục vụ một mình bạn đó chào Dương Phát à, anh ơi em không muốn làm PT game thương mại em muốn làm freelancer nhưng vấn đề của em là em không có nổi một người bạn Facebook em cũng không có bạn vậy thì còn cách nào không anh hay xung pha kết bạn đại à Thực ra nếu bạn có trình độ thì bạn hoàn toàn có thể xin vào các đơn vị như là PT Hub ở Việt Nam tức là các đơn vị mà người ta cung cấp cái dịch vụ gọi là PT tại gia PT tại nhà ở Việt Nam là có những cái đơn vị như thế và trong mùa dịch thì những cái đơn vị như thế làm ăn rất là tốt Tức là à, họ cung cấp ra những dịch vụ PT Tới à, những cái phòng tập ở những cái khu dân cư Ở những cái khu chung cư Và thực ra là giá cũng rất là cao Đó, theo Vincent biết thì giá cũng rất là cao Và thu nhập của các bạn rất là tốt Đó, chỉ có cái là bạn phải mất công Bạn đi tới rồi bạn gọi là phải canh giờ Rồi có khá là nhiều thứ mà bạn phải chủ động Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể làm được cái chuyện đó Nhưng mình cũng phải nói thêm là các bạn phải hiểu là cái chữ thương mại là cái chữ các bạn bị đặt nặng nề quá là tại vì pt gym thương mại hay là cái gì thương mại là nhiều khi các bạn bị đặt nặng nề quá nhưng mà các bạn ít ra các bạn phải làm đi đã là tại vì uh, kể cả bạn có làm pt gym thương mại bạn bị gọi là bị người ta bào bị người ta bắt ép chạy doanh số này kia nhưng nó cũng giúp cho bạn học được khá nhiều Đó, học được khá nhiều mình phải khẳng định các bạn như thế là tại vì trên cái cõi đời này thì làm gì thì kinh tế cũng phải đi đầu nó các bạn đều biết rồi kinh tế quyết định tất cả mọi thứ nếu các bạn nào mà học kinh tế chính trị Mark Lenin chẳng hạn nên là các bạn đừng có ngại chữ thương mại quá và khi các bạn trẻ thì thực ra là các bạn phải gọi là theo Vincent là các bạn phải tham gia tham gia vào nhiều môi trường kiếm tiền nhiều cách loại hình kiếm tiền hay nhiều cách kiểu kiếm tiền của cùng một cái nghề là tại vì không phải cái trung tâm nào cũng giống nhau mỗi cái trung tâm họ sẽ có cách vận hành khác nhau họ sẽ có câu chuyện khác nhau rồi cũng có những phòng lớn phòng nhỏ thì cái mô hình hoạt động rồi mọi thứ nó rất là khác nhau và nếu bạn muốn có một cái sự nghiệp uh, gọi là freelancer một sự nghiệp mà bạn làm chủ cái công việc của mình ấy thì mình cũng đã chia sẻ trên facebook rồi bạn muốn làm chủ công việc của mình thì thực sự bạn phải có đủ kiến thức để làm chủ nó đó chứ còn uh, như bạn ở đây là uh, bạn còn không có gọi là nổi một người bạn ấy thì đó là bạn chưa làm chủ được công việc của mình bạn không có facebook không có bạn rồi bạn không có mối quan hệ mối kết nối rồi bạn không có cái gì cả thì bạn chưa làm chủ được cái công việc của mình và chưa làm chủ cái công việc của mình ấy thì đừng đi làm freelance đó tại vì bạn ấy bạn các bạn hay bị cái chữ freelance là các bạn nghĩ là làm tự do là nó thoải mái không phải cái từ freelance là cái từ làm tự do thoải mái cái nghĩa đó nhiều khi là các bạn bị mắc câu mà mắc bẫy bởi cái nghĩa đó không phải đâu các bạn ạ làm freelance các bạn phải làm chủ nhiều khi các bạn sẽ cực hơn đấy mình nói thật với các bạn như thế nhiều khi các bạn sẽ cực hơn giống như Vincent này làm coach online thôi làm coach là mình làm chủ gì mình làm freelance còn gì đó nhưng các bạn phải biết này, phải phục vụ khách rất là nhiều phải trả lời câu hỏi của các bạn rất là nhiều thậm chí là đêm hôm vẫn phải trả lời là tại vì có những cái người khách mà người ta khác mũi giờ người ta ở Mỹ ở Nhật ở Ireland ở Tùm Lum các nơi hết đêm người ta hỏi đêm người ta nhắn tin đêm người ta này em kia cũng có những người thì người ta biết lệch lệch múi giờ chẳng hạn thì người ta cứ đến thời điểm cần cập nhật thì người ta sẽ cập nhật và người ta đợi mình nhưng cũng có những người người ta do công việc này người ta quên mất hoặc là người ta không để ý múi giờ thì người ta cứ nhắn người ta cứ email và lúc mà mình nhìn thấy thì trừ khi mình mệt quá hay là mình đang ngủ đêm thì mình không trả lời nhưng mình nhìn thấy thì mình cần phải trả lời là tại vì cũng có những những cái phần câu hỏi là nó cần cái sự cần kíp thì mình phải trả lời họ và Thực tế ra mình không có free như là các bạn nghĩ Và cái chuyện mình muốn tự do ấy Thì thực ra mình phải hiểu là cái tự do đó là cái gì Và nó phải đánh đổi là cái gì Còn nếu bạn à, gọi là muốn tự do Theo cái nghĩa là bạn có thể gọi là thích làm thì làm Không thích làm thì thôi Hay là thoải mái Về mặt giờ giấc thì chưa chắc đâu các bạn ạ Chưa chắc đâu Nó chỉ có cái tự do nhất là các bạn được nhà nước nuôi ăn nuôi ở Đó là tự do nhất Thực ra cái đấy là tự do nhất các bạn ạ các bạn chỉ không được đi ra ngoài theo cái dạng là uh, thích thôi đó chứ còn mà các bạn mà muốn gọi là uh, um, gọi là tự do theo cái nghĩa là muốn làm gì là muốn gọi là thoải mái này kia thì phi làm không thoải mái như các bạn nghĩ đó chỉ có không bị gọi là có sếp hay không bị những cái người đồng nghiệp abcd này kia thôi nhưng mà các bạn đều phải biết là cái gì cũng có hai mặt của nó có sếp có chủ thì người ta đã lo cho mình rất là nhiều thứ người ta mở trung tâm ra cho mình này đó rồi người ta có sale để kiếm khách hàng cho mình này đó rồi người ta hỗ trợ mình rất rất là nhiều thứ và mình phải mang ra cái giá trị của mình rất rất là nhỏ nó chỉ là một phần trong cả một cái quá trình thôi trong cả một cái giao dịch thôi đó thì chắc chắn rồi thì mình phải đi làm thuê phải đi làm cho người khác nó và nó cũng nhẹ đầu hơn rất là nhiều khía cạnh đó chứ người ta một tháng người ta phải lo những cái con số khổng lồ ấy. nó sẽ nặng đầu hơn các bạn rất rất, rất là nhiều Anh Trần Huy giới thiệu cho em vài người không tập gì mà cơ bắp vẫn to với cái chuyện ấy, các bạn đi hỏi kiến thức mà các bạn hỏi cái cái chuyện là theo tôi thấy ấy, là với một người coach như Vinson ấy là đã không trả lời được rồi là tại vì các bạn có thấy hết 8 tỷ người đâu. Các bạn thấy vài người nhiều khi các bạn gặp cái thằng nó đột biến chẳng hạn. Đó, thì các bạn đi các bạn gặp vài cái thằng đột biến nó chả có ý nghĩa gì cả. Đó trong cái ngành này kể cả là cái nghiên cứu về mặt khoa học ấy nó bao giờ nó cũng có cái phần gọi là uh, cái Simping error tức là cái cái lỗi của cái nhóm mẫu là tại vì nhiều khi cái nhóm mẫu cái nhóm đối tượng mà lấy ra để nghiên cứu nó quá ít chẳng hạn ấy. Ít ở đây là vài chục người vẫn là rất là ít đối với một vài nghiên cứu thì vài chục người vẫn rất rất là ít. Thì nó không đủ, đó, nó không đủ và cái cái p value cái giá trị về mặt gọi là xác à, tín ấy là nó nó không đủ để người ta có thể đưa ra cái kết luận mà nó có rất là nhiều lỗi như thế nên là cái chuyện mà bạn đi hỏi kiến thức mà theo tôi thấy ấy, thì thì vincent là thường là vincent cũng không trả lời các bạn là vì vậy đó bạn thấy nhiều khi cái cái thứ bạn thấy nó không phải là như bạn nghĩ chẳng hạn là tại vì nó dựa vào cái thấy của bạn nó cái thấy của bạn ấy, giống như vincent còn thấy ma chẳng hạn mình nói Ôi, tôi thấy ma đây phòng tạ tôi thấy ma đầy vào kinh nhưng được ấy không lẽ như thế thì cũng sẽ có người đi trả lời các bạn là, <laughs> là ma như thế này ma như kia đó cái cái mà bạn thấy nó không có ý nghĩa gì ở trong cái ngành này về mặt kiến thức cả và thực ra trong tất cả các ngành ấy người ta không dựa vào cái bạn thấy được đó. giống như bạn làm vài điếu điếu gọi là ảo dược hay là bạn gọi là uh, sử dụng vài cái này kia bạn thấy đầy, bạn thấy cô Long bạn thấy gọi là Dương Quá bạn thấy gọi là các idol bay đầy nhưng mà ai giải thích cho bạn được Em là người mới bắt đầu tìm hiểu đến PT hay bên anh có khóa học nào cho người mới bắt đầu PT không ạ? Mình có xây dựng một cái nền tảng kiến thức đó là Fitness Bay. Đó, cho người mới bắt đầu hay là cho người gọi là uh, bắt đầu mà theo cái dạng là đã có được một kiến thức nhất định rồi. Bạn vẫn có thể đạt được rất nhiều thứ từ cái nền tảng đó là tại vì nó là một nền tảng cập nhật. Đó, đó và bạn hoàn toàn có thể tham gia học. Còn mình thì... Uh, xây dựng hệ thống kiến thức chứ mình không có làm cái dạng khóa học là tại vì làm khóa học thì phải chứng nhận cho các bạn những cái khóa học theo cái dạng PT thì phải chứng nhận các bạn mà mình không cung cấp chứng nhận mình chỉ cung cấp cái nền tảng kiến thức nó được cập nhật hàng tháng mà bạn chắc chắn bạn học mình không còn biết mình nói thật mình không còn biết là các bạn đã học PT ở đâu hay các bạn đã học PT ở những cái nơi nào rồi chắc chắn bạn tham dự vào Fitness Bay bạn sẽ có được những cái mới bạn sẽ có được rất là nhiều thứ là tại vì nó là À, kết tinh của rất là nhiều thứ trong cái cuộc đời gọi là làm PT hay theo cái nghề này hay học cái nghề này hay tìm hiểu cái nghề này của Vincent và nó thêm vào cái phần cái cách tiếp cận của Vincent nữa nên là nó sẽ có những cái thứ mà bạn gọi là tham khảo thì bạn sẽ gọi là thấy được rất là nhiều thứ còn chắc chắn rồi ở những cái mức độ những cái kiến thức căn bản về giải phẫu về dinh dưỡng về tập luyện ABC kia thì à, chỗ nào nó cũng sẽ giống nhau thôi <laughs> còn gặp thêm mấy ông client mà như ông huy chắc chết đúng rồi một trong những cái yếu tố mà khó chịu nhất của cái nghề này là gặp những cái những cái khách hàng những cái client những cái học viên hay là những cái gì đó mà bạn cần phải cung cấp kiến thức bạn cần phải cung cấp dịch vụ nhưng mà người ta gọi là rất là cứng đầu hay là người ta có có một vấn đề nào đó mà bạn không thể giải thích được đó tức là bạn không thể giải thích được là là người ta rất là hay gọi là gọi là làm ảnh hưởng đến cái quá trình huấn luyện mặc dù cái quá trình huấn luyện là một cái quá trình mà bạn chỉ muốn nó là đơn giản nhất thôi, bạn chỉ muốn nó là rõ ràng nhất à, à, tôi đưa đến cho anh những cái kiến thức như thế này, những cái hướng dẫn như thế này, những cái chỉ định như thế này anh làm ơn anh làm theo cho tôi anh có gì không hiểu thì anh có thể thắc mắc anh cần trợ giúp gì thì tôi sẽ đến abcd kia rất là nhiều những cái thứ mà ở trong nghề này vốn nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà cũng có rất là nhiều người kể cả, cả là bản thân Vincent bây giờ làm trên online cũng vậy thôi tức là có rất là nhiều bạn ấy tức là bạn ấy gọi là uh, uh, có thể coi rằng là bạn ấy hiểu sai rất là nhiều về cái nghề huấn luyện đó cái này thì mình cũng đã gọi là chia sẻ ở trong một vài live stream rồi tức là mình cũng đã đi gặp rất là nhiều bạn làm pt ở các phòng private rồi tức là có nhiều người người ta còn hiểu lầm rằng pt là cái gì đó gọi là thần thánh chuyên gia của tất cả mọi thứ uh, trong cái cõi đời này uh, từ vấn đề sinh lý đến vấn đề gọi là ngủ giường chiếu abcd này kia cái gì cũng hỏi pt uh. cái này là cái mà mình cũng đã gặp và mình cũng đã gặp vài người chia sẻ lại với mình là anh ơi anh có cách nào gọi là giúp em trong những tình huống như thế này thì sẽ xử lý như thế nào abcd này kia nè nhiều người ta chưa có hiểu về cái nghề pt đó là một cái mà mình cũng nhân uh, những cái chia sẻ của các bạn ấy là mình mình hỏi là mình uh, nhân cái câu hỏi của các bạn ấy là mình chia sẻ là đó là một cái mà thực tế ở việt nam này là tại vì việt nam mình thì chưa có cái đơn vị đào tạo và cái hệ thống đào tạo theo cái tính chất là hệ thống và cái ngành này nó cũng khá là mới mẻ nó cũng khá là mới mẻ một cái ngành mà đối với vincent mà mới tồn tại được khoảng uh, gọi là bây giờ nếu mà mình, mình tính từ mốc 2009 đi thì gọi là được khoảng uh, mười mấy năm ấy thì nó còn rất rất là mới đó nó còn rất rất là mới thì cái chuyện nó còn rất là mới thì ở thế giới bên ngoài người ta chưa có biết rõ là à làm PT thì nó sẽ chỉ giới hạn là cái công việc như thế nào thôi và PT thì người ta chỉ biết những cái vấn đề như thế nào thôi đó và cũng phải nói thêm một phần là tại vì uh, chúng ta hay có gọi là các uh, PT ở cấp độ mà vũ trụ tức là PT hay là các idol hay là các influencer QL gì của fitness tức là biết tất cả mọi thứ, đó, biết tất cả mọi thứ luôn. đó và YouTube và, và Google thì đã gọi là biến Việt Nam mình trở thành một đất nước mà gọi là có quá nhiều nhà thông thái ở mọi lĩnh vực đó. Nếu mà các bạn lên online, các bạn đều biết cái chuyện này rồi. Tức là chỗ nào cũng thấy mặt ông ông thông thái ở mọi lĩnh vực luôn và gọi là ông tranh cãi rất là hăng thì thì cũng vì những cái vấn đề như thế nên là uh, dẫn tới là đối với những người ngoài người ta cũng lầm tưởng rằng là uh, PT thì sẽ biết rất là nhiều thứ đó hay là coach biết rất là nhiều thứ hay là kể cả là về cái chuyện là uh, cái giới y tế chẳng hạn ấy, thì cũng rất là nhiều anh bác sĩ lên mạng rồi này kia chia sẻ rất là nhiều kiến thức chả liên quan gì đến những cái thứ họ học cả Đó, dẫn tới cái chuyện là người ta cũng từ trước đến nay người ta cứ hiểu là gọi là bác sĩ cũng gọi là chúa tể về mặt kiến thức sức khỏe biết tất cả mọi ngành luôn thậm, thậm chí là có những cái ông gọi là làm bác sĩ là bác sĩ gọi là thẩm mỹ thôi đó nhưng mà đi dạy giảm cân này rồi đi dạy gọi là về cái chuyện là sinh lý này đi dạy kể cả là về chuyện pd về rất rất là nhiều thứ tức là bác sĩ là biết hết và cái này là còn mặc định ở trong những cái bạn mà đang theo học bác sĩ cơ tức là tại vì nghề, nghề bác sĩ hay là à, cái nghề một vài nghề ở việt nam ấy là vô tình là do cái cái tuyên truyền của mình ở trong quá khứ là mình đẩy nó lên thành một cái gì đó thần thánh lắm thành một cái gì đó theo cái dạng là cái nghề nghiệp cao quý nên đâm ra nó tạo ra cái gọi là cái lầm tưởng và nó tạo ra cái xung đột về mặt gọi là về mặt suy nghĩ giữa cái chuyện là thực ra nó cũng chỉ là một cái nghề kiếm tiền thôi đó, và tất cả mọi nghề đều phải được trân trọng giống nhau và tất cả mọi nghề đều phải gọi là à, có cái cách suy nghĩ là à, tôi làm cái nghề này tôi hãy làm tốt cái nghề của bản thân thôi chứ không phải cái bản thân cái nghề của tôi nó là cái nghề gì gọi là à, siêu đẳng hơn những nghề khác hay nghề này nó rất rất là cao quý đối với Vincent tất cả mọi nghề đều gọi là được đối xử hay là nên được coi giống nhau là tại vì mỗi cái nghề kể cả là những cái nghề mà gọi là nhìn có vẻ như là đơn giản nhất hay là chán đời nhất nhưng mà nếu mà nghiên cứu sâu thì nó cũng tạo ra những cái bậc thầy, nó cũng tạo ra rất là nhiều thứ và không thể nào mà gọi là giữ cái tư duy là theo cái ngày xưa ấy, thì thì mình cũng đã trình bày rồi tức là cứ làm nhà giáo là, là 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 thần thánh là siêu cấp là theo cái dạng là rất rất là cao quý và cứ làm bác sĩ là rất rất là đỉnh cấp hay là rất là cao quý hay là rất là gọi là đáng được trọng vọng ABCD kia nhưng mà đối với vincent là cái đó thì bây giờ các bạn trẻ các bạn nên thay đổi bây giờ các bạn trẻ các bạn nên thay đổi là tại vì cái thời đại bây giờ cái gọi là cái nhà giáo hay là cái bác sĩ hay là những cái nghề nghiệp như thế nó cũng không còn giống như trước nữa trước kia thì thầy giáo ngoài chuyện cung cấp kiến thức ở trên lớp ra thì còn cung cấp rất là nhiều thứ những cái bài học làm người rồi rất là nhiều thứ và mình nhìn những cái người như thế thì mình có được rất là nhiều những cái cảm hứng hay có được rất là nhiều những cái gọi là gọi là định hướng đúng đắn về mặt phát triển con người thì mình mới gọi người ta là thầy mình mới gọi là người ta là cô thì mình mới trân trọng cái nghề nhà giáo như thế nhưng mà thời đại bây giờ thời đại 4.0 rồi các bạn cũng làm ơn là có những cái thứ là nó thuộc về quá khứ, nó thuộc về truyền thống thôi nên là rất là nhiều bạn vẫn bị là à, suy nghĩ lầm tưởng về rất là nhiều nghề nghiệp và cái nghề PT, cái nghề huấn luyện viên ở trong cái cái bộ môn này là cái nghề mà bị hiểu lầm nhiều nhất. Đó tại vì do nó chưa có được những cái tiêu chuẩn rõ ràng, những cái hệ thống rõ ràng những cái khái niệm rõ ràng, những cái định nghĩa rõ ràng, những cái gọi là mang tính chất là khu biệt rõ ràng ở trong cái nghề này nên dẫn tới cái chuyện là uh, mọi người ở bên ngoài hiểu lầm rất là nhiều và mình rất là ghét khi mà bản thân mình cũng vậy thôi là cứ phải dùng cái từ là ngày xưa ấy, mình rất là ghét uh, ai mà hỏi mình làm cái gì thì mình cứ giới thiệu mình là uh, PT ấy, cứ giới thiệu mình là PT thì người ta không hiểu PT là cái gì thì mình phải dùng cái chuyện là uh, huấn luyện viên, Đó, xong nó huấn luyện viên nhưng mà huấn luyện viên cái gì? đó thì đâm ra thì lại phải dùng cái từ mà mình thấy nó nó rất là sai đó là huấn luyện viên thể hình đó mà bản thân mình thì không phải là huấn luyện viên thể hình mình chẳng có huấn luyện bạn nào đi thi đấu cũng chẳng phải là prep coach nhưng mà thời điểm ngày xưa thì mình phải dùng cái từ đó, đó. phải dùng cái từ đó và mình luôn luôn cố gắng là à, dùng đúng cái từ là từ PT hay là như bây giờ là dùng cái từ coach đó là à, tôi làm PT tức là personal trainer tức là huấn luyện viên cá nhân nhưng mà huấn luyện viên cá nhân ở đây là tôi sẽ làm những cái việc này ABCD kia này đó chứ không phải là huấn luyện viên thể hình đó à, Hello Tuấn Đoàn, các câu hỏi về mặt cá nhân ấy Vincent sẽ không bao giờ trả lời đó, tại vì vấn đề cá nhân của bạn nó có thể đến từ rất rất là nhiều nguyên nhân, chứ nó không có mẫu số chung. Nữa. Thực ra là tất cả mọi nghề đều cao quý cả. Nếu bạn gọi là sống tốt với cái nghề của bạn, bạn gọi là gọi là không gian dối rồi bạn gọi là có thể từ cái nghề của mình bạn giúp ích cho được uh, cuộc sống của những người xung quanh hay giúp ích được cho xã hội thì tất cả các nghề đều cao quý cả còn có những cái thời điểm hay là có những cái giai đoạn uh, thì nó sẽ gọi là theo cái dạng là uh, cái sự coi trọng hay là cái sự đánh giá đối với một nghề nghiệp thì nó sẽ khác và bây giờ thì nó sẽ không như hai chục năm trước hay là bây giờ nó sẽ không như cái thời mà à, gọi là xa xưa là phải đi cầu học phải đi gọi là gọi là đến tìm đến cái người đó rồi cầu như ngày xưa thì chúng ta có những cái người rất là nổi tiếng về mặt dạy học như là chu văn an chẳng hạn thì cái thời điểm ngày xưa nó rất là khác như thế đó còn cái thời điểm bây giờ thì nó rất là khác và chắc chắn rồi mình không thể nào mà phản đối được cái chuyện là Thời đại nó thay đổi, thời đại nó biến đổi Thì mình phải uh, chấp nhận là Mình cũng phải biến đổi theo Chứ không là mình sẽ thành giống như là Ngày xưa có bài là uh, Ông Đồ chẳng hạn Đó, nó, nó là một cái mà Núi tiếc nhưng mà nó là một cái Mà mình phải chấp nhận là có những thứ là nó phải Gọi là bỏ qua à. Anh ơi review chút Về chứng chỉ Polyquindia À, mình thì uh, có thể nói với các bạn như này tức là polyquin Queen Polyquin là một trong những cái người uh, có thể nói là người uh, strength coach, tức là huấn luyện viên sức mạnh cơ bắp, nó huấn luyện viên những cái bộ môn sức mạnh cơ bắp đầu tiên trên thế giới. Uh, nếu mà xét về mặt nghề nghiệp cái chữ strength coach ấy thì chính đi ta, đi ra từ Clark Poly Queen và sau đó thì ông ấy thành lập một cái hệ thống về mặt gọi là đào tạo và cung cấp chứng nhận và cái điều này là một cái điều rất là phổ biến rất là phổ biến giống như là cái đơn vị mình học là SSA thì có Dr. và ông ấy cũng là một cái người mà à, gọi là rất là nổi tiếng ở trong cái làng phò lifting tuy nhiên ông ấy có cách tiếp cận là cách tiếp cận là theo hướng là huấn luyện thể thao và ông ấy uh, tạo ra cái đơn vị mà cung cấp cái chứng nhận về mặt gọi là huấn luyện viên cá nhân đầu tiên trên thế giới đó thì nó dựa vào những cái thứ là ở nước ngoài thì khi bạn xây dựng được một hệ thống kiến thức hay là bạn xây dựng được một cái tên tuổi hay bạn xây dựng được một cái gọi là cái lĩnh vực chuyên môn mà bạn rất là am hiểu thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng thành những cái hệ thống đào tạo mà bạn cung cấp ra à, cho bên cái thế giới bên ngoài những cái chứng chỉ và à, khi mà cái chứng chỉ của bạn ấy mà nó đủ uy tín về mặt nghề nghiệp về mặt chuyên môn thì sẽ được các đơn vị thứ ba các đơn vị tiếp nhận chẳng hạn người ta chấp nhận thì dần dần cái chứng chỉ của bạn nó sẽ phát triển cái độ nổi tiếng của hệ thống của bạn nó sẽ phát triển đó và Jack polyquin hay cái chứng chỉ gọi là ptcp thì cái hệ thống kiến thức của Jack polyquin là một cái hệ thống kiến thức mà dành cho những cái người mà muốn đi theo hướng là powerlifting muốn đi theo hướng gọi là strength code và nó hoàn toàn là một chứng chỉ rất là tốt tuy nhiên thì các bạn à, cũng cần phải hiểu rằng là cái này thì mình cũng phải chia sẻ thôi là nếu bạn nào mà tham dự vào cái diễn đàn gọi là T-Nation ấy thì bạn à, nên tìm hiểu về những cái cách tiếp cận của tất cả các các hệ thống đào tạo trước và tìm ra cái cách tiếp cận của các hệ thống nào mà các bạn cảm thấy là à, nó phù hợp với bản thân là tại vì à, nhiều khi nó cũng sẽ mất thời gian cái mất thời gian khi mà bạn tìm kiếm một cái đơn vị mà cái cách tiếp cận của họ là nó không đúng những cái gì mà bạn hình dung cái này là một cái mà vincent cũng từ kinh nghiệm của cá nhân là vincent chia sẻ thôi là tại vì um, rất là nhiều bạn hỏi vincent về học uh, của issa thì nó như thế nào nhưng mà mình thì cũng luôn luôn chia sẻ thẳng với các bạn như thế này à, học issa là nó rất là mất thời gian rất rất mất thời gian tại vì uh, thứ nhất là cái 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 khối lượng kiến thức cung cấp cho các bạn ấy nó rất là rộng nó khác với lại uh... Bên của Jack Polly Queen hay khác mới là NISM là người ta hướng trực tiếp đến một cái cách tiếp cận, một cái cách tiếp cận là làm PT thì học NISM này hay là gọi là Strength Code, học gọi là Jack Polly này. Nhưng mà bản thân ASA thì có thể nói là cái tham vọng của họ hay cách tiếp cận của họ là rộng lớn hơn. Họ đều là những cái chuyên gia của gọi là đội tuyển thể thao Mỹ, ấy. rất là nhiều bộ môn rồi huấn luyện cho cả quân đội FACD kia thì. Họ muốn xây dựng ra một cái nền tảng là cái nền tảng ban đầu nó sẽ rất là rộng, tức là nó sẽ rất là rộng, tức là ông muốn sau đó ông trở thành strength coach, sau đó ông trở thành gọi là uh, uh, fitness coach, sau đó ông trở thành là chuyên về giảm cân hay là sau đó ông trở thành gọi là chuyên về thay đổi hình thể hay sau đó ông trở thành chuyên về gọi là corrective exercise, tức là sửa chữa về mặt bài tập hay là tìm ra những cái bài tập để uh, khắc phục chức năng, phục hồi chức năng này kia thì... Ông có muốn cái gì sau đó thì ông cũng có thể học được từ cái nền tảng gọi là căn bản của họ. Đó thì đó là cái cách tiếp cận của đây Nên là cái kiến thức của họ rất rất là đồ sộ nếu mà về mặt khối lượng. Nó rất là đồ sộ và cái cái gọi là cái tiếng Anh, cái tiếng Anh chuyên ngành của họ ấy, nó cũng nặng đô hơn. Nó cũng nặng đô hơn so với NASM. Tại vì NASM tại sao lại được uh, Cali lấy về Việt Nam và việt hóa nó ra để cung cấp cho những người PT để cung cấp này kia là tại vì cái tiếng Anh nó không có nặng đô bằng, nó không có nặng đô bằng, đó. Còn theo SSA thì người ta viết nó rất là, theo dạng là rất là chuyên môn, rất là khoa học, rất là nặng về cái cách trình bày, trình bày có những cái phần mà trình bày là... Uh, mình phải tìm ra những cái từ tiếng việt để mình gọi là dịch được và diễn giải lại cho các bạn ấy nhiều khi nó rất là tốn thời gian đó, nó rất là tốn thời gian và um, nó cũng gọi là có thể nói là nó cũng gọi là nhiều khi nó sẽ không phù hợp với cái định hướng của những cái bạn mà bạn muốn học cái gì đó nhanh hay là có một cái chứng chỉ về mặt quốc tế nhanh để bạn sau đó thì bạn đi làm đó đó là cái hướng mà mình có thể chia sẻ với các bạn còn À, về ACE thì có những cái phần ebook họ bán ở trên Amazon thì à, mình đã được xem nhưng mà mình không có mua ebook đó mà có người cho mình xem thôi thì nó là cái, theo cái hướng mà à, gọi là phổ biến hơn kể cả, cả là NASM nữa là ACE thì họ đi theo hướng là đơn giản hóa rất là nhiều thứ để để theo cái hướng là bạn học ACE thì nó sẽ ít tốn thời gian hơn và nhanh nhanh Gọi là nhanh ra nghề hơn Mình có thể dùng những cái từ như thế Còn uh, nếu bạn nào đã học AC rồi hay, hay là học NASM rồi Thì bạn cũng có thể chia sẻ Còn uh, học ISSA thì nó sẽ theo hướng như thế Còn NASM là một cái giáo trình mà Gọi là được mang về Việt Nam Và gọi là, dạy cho rất là nhiều những cái PT uh, Theo những cái gọi là đời đầu Tham gia những cái trung tâm đời đầu Tại Việt Nam thì uh, Nó là một cái giáo trình mà uh, nó nhẹ đô hơn mình không nói là cái nào tốt hay cái nào không đốt nhưng mà tại vì mình học ngày xưa lúc đầu mình làm PT bắt đầu ấy thì nó mình học gọi là NASM lúc đó thì mình chưa biết nó là của NASM nó nhưng mà sau đó thì mình biết là nó là một phiên bản việt hóa của NASM và sau đó thì mình uh, gọi là muốn gọi là xem xem là ASA này học là nó như thế nào thì mình gọi là đăng ký vào ASA đấy thì nó gọi là nó cũng khiến Vincent cảm thấy là bất ngờ và nó lại đúng được cái đúng được cái cái ý muốn của Vincent là mình muốn học cái gì đó gọi là mới hơn đó pt và coach giống nhau hay khác nhau vậy ạ pt và coach thì đều cung cấp dịch vụ coaching nó tức là dịch vụ coaching trinh người khác à, tập luyện như nào dinh dưỡng nhau nhưng mà nó tùy những cái định hướng khác nhau về mặt nghề nghiệp về mặt chuyên môn nó về mặt về nghề nghiệp về mặt chuyên môn kể cả những cái người gọi là PT personal nổi tiếng à, theo cái hướng là à, ở trên thế giới ấy, huấn luyện cho Celeb hay kể cả là huấn luyện cho à, những cái cá nhân này cá nhân kia ấy, thì người ta vẫn gọi là PT được nhưng mà cái hướng gọi là coach ấy, là tại vì muốn tách bạch ra cái định hướng nghề nghiệp đó cái định hướng nghề nghiệp là ông PT ấy thì ông sẽ có cái định hướng khác so với lại cái ông coach và coach là một cái từ mà có thể nói là mới đây tức là mới đây khoảng đâu đó khoảng 7 năm 8 năm mới có cái từ gọi là coach tại vì khi mà có sự phát triển của của thế giới online thì cái công việc về mặt cung cấp dịch vụ coaching bây giờ nó sẽ không phải như ngày xưa thì nó sẽ khác theo cái dạng là PT thì người ta phải đến làm việc trực tiếp với khách hàng rồi người ta phải theo dõi cái hàng tập theo cái dạng là ở phòng tập ABCD rất là nhiều vấn đề còn coach thì nhiều khi không phải cần như thế đó và thực ra thì cái từ coach cũng là một từ mà uh, cái ngành fitness nói chung là lấy từ cái bộ môn thể hình lấy từ cái bộ môn thể hình là tại vì uh, thể hình thì không có PT thể hình chỉ có coach thôi và kể cả là từ thời ngày xưa thì cốt cũng đã làm việc online, đã làm việc từ xa, đã làm việc qua email rất rất là uh, lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ họ mới làm việc uh, qua online. Nên là cái chuyện là cái định hướng về mặt nghề nghiệp ấy và cái định hướng về mặt tên gọi nó nó là như vậy. Nó còn uh, để mà giải thích kỹ hơn ấy, thì nếu mà các bạn muốn nghe thì mình sẽ giải thích kỹ hơn. Nhưng mà các bạn có thể hiểu như thế này. Uh, lấy ví dụ từ Vincent đi. Vincent sẽ coach. Theo những cái concept nhất định. Theo những cái concept nhất định. Còn làm PT thì bạn phải... Bạn muốn làm việc với một PT ấy. Thì bạn phải gọi là... Uh, theo cái định hướng của những cái người PT là theo cái hướng truyền thống đi. Bạn phải gọi là cung cấp những cái chỉ số này, chỉ số kia. Hay trao đổi qua gọi là... Uh, trên uh, online cũng được hay offline cũng được. Có những cái uh, gọi là chỉ số này, chỉ số kia. Rồi người PT đó sẽ hỏi ý, ý muốn của bạn là... Theo cái dạng là... Uh, ý muốn của bạn là bạn muốn uh, tăng cân tăng cơ giảm mỡ abcd này kia đó rồi người ta sẽ gọi là uh, viết cho bạn một cái lịch tập đó thêm vào đó là những cái dinh dưỡng này dinh dưỡng kia và sau đó để hai bên làm việc với nhau trong một cái thời gian theo cái hợp đồng nhất định đó còn coaching của Vincent thì Vincent sẽ coaching theo cái hướng là ở bạn cung cấp một cái hồ sơ thể chất đầy đủ đó là từ trên cái thể hồ sơ thể chất đó mình sẽ vẽ ra một cái định hướng cụ thể một cái định hướng ấy một cái định hướng là tại vì nó rất là khác với PT là coaching nó phải có concept nó phải có định hướng tức là bạn theo cái ý muốn của ông bạn ấy nhưng cái định hướng mà bạn muốn ban đầu ấy nó có đúng hay không nó có tốt hay không nó có gọi là tối ưu hay không hay bạn nên theo một cái định hướng này giống như là coaching thi đấu thì cũng gọi là rất là đặc biệt còn coaching của mình thì mình không thi đấu nhưng mà đối với mình ấy là nó có một cái concept và nó phải hướng tới một cái định hướng cụ thể hơn là cái chuyện là uh, PT là uh, theo cái dạng là uh, mình muốn tập giảm cân chẳng hạn này mình cứ tập 3 tháng 6 tháng khi mà đến lúc mình cảm thấy đủ rồi thì mình sẽ ngừng nhưng coaching thì nó sẽ không không có theo cái dạng là uh, mày sẽ gọi là thuê tao trong vòng một thời gian nhất định như thế rồi à, tập luyện dinh dưỡng ABCD này kia tao cùng với máy tao cùng với support này kia thì à, đến một thời gian nào đó tao thấy ổn là tao à, tao nghe nhưng mà cốt trinh thì nó không như thế cốt là mình phải dự đoán trước phải định hướng trước và phải có cái mốc trước và phải theo một concept trước đó đó và và người PT hay người cốt thì đều cung cấp dịch vụ cốt trinh nhưng mà cái định hướng của PT và định hướng của cốt thì nó sẽ khác nhau và mình hay dùng cái hình ảnh như thế này Đó là Nếu bạn muốn học giỏi đi Nếu bạn giống như bạn đi học á Bạn muốn học giỏi một bộ môn nào đó Hay cải thiện một bộ môn nào đó thì Bạn có thể mướn gia sư đó, Bạn có thể mướn gia sư Nhưng nếu bạn muốn gọi là Thi đậu đại học chẳng hạn đó hay thi học sinh giỏi chẳng hạn đó thì bạn sẽ tìm tới người coach đó tìm tới người coach đó người coach đó thì có thể là chọn là cùng tập luyện với bạn theo hướng là personal trainer Hay người coach đó là chọn cái cách làm việc là à, tao sẽ làm việc với mày qua online hay qua này kia và tao chỉ cần làm việc với mày như này như này, này thôi thì à, đó là hai cái định hướng khác nhau là như thế đối với vincent là như thế đó và cái lý do mình chọn issa ấy cái lý do cũng rất là quan trọng là tại vì ISSA là cái đơn vị mà theo Vincent biết ở trong cái top 5 những cái đơn vị mà cung cấp chứng nhận về PT hay là đào tạo về mặt uh, huấn luyện viên ấy thì ISSA là cái đơn vị mà duy nhất là người ta cung cấp ra cái cái uh, gọi là specialization tức là cái chuyên môn là fitness coach cái chuyên môn là Vincent hay gắn vào cái tên của mình ấy đó là cái chữ fitness coach fitness coach nó rất là khác so với lại PT cái cách tiếp cận và uh, có thể nói là về mặt kiến thức về mặt hệ thống kiến thức nó cũng sẽ khá là khác mình phải dùng cái từ khá là khác như thế là tại vì fitness thì nó không có gọi là nó không có theo cái dạng ngắn hạn làm xong cái dịch vụ và lấy tiền đó các bạn có thể hiểu như thế một gói PT 3 tháng hết 3 tháng xong lấy tiền thôi mà cái hướng của fitness coach ấy là theo cái hướng là phải giúp thay đổi về mặt lifestyle và để làm sao để người ta sau đó người ta vẫn gọi là gọi là uh, theo cái dạng là người ta có thể tự tự bản thân người ta tự bản thân người ta từ những cái concept mà mình gọi là hướng dẫn người ta những cái kiến thức của mình cung cấp rồi rất là nhiều thứ mà tự bản thân người ta người ta sẽ có được một cái hành trình tiếp theo và duy trì được cái fitness lifestyle lâu dài hơn đó thì nếu bạn nào mà muốn học theo cái hướng fitness code ấy, thì cũng có thể là bạn uh, tự học hoặc là có thể là bạn uh, tham dự uh, vào issa đó là tại vì cái định hướng nó rất là khác và cái định hướng và cái cách tiếp cận ở trong nghề này nó rất là quan trọng nó có thể ở việt nam là chưa ai phân tích ra hay là chưa ai gọi là nói với các bạn là cái định hướng hay cách tiếp cận trong cái nghề này rất là quan trọng và cũng có những cái chương trình thì theo cái dạng là cứ quăng ra là mày cứ tập sao tập đó nhưng mà cũng có những cái người à, nếu mà các bạn à, nào mà hay theo dõi uh, fitness trên thế giới thì các bạn đều biết uh, có một cái vị uh, vị coach uh, mình được đánh uh, mình phải nói thật là có một cái vị coach mà nếu các bạn muốn theo con đường là strength coach thì các bạn có thể theo dõi hơn hơn gọi là rất là nhiều cái chuyện là bạn theo dõi Jack Polyquin này tại vì Jack Polyquin là đã cũ rồi đã cũ rồi tất nhiên cái hệ thống của Polyquin thì người ta cũng sẽ chập nhật người ta cũng sẽ sửa đổi nhưng mà uh, có một người cốt là Uh, Christian thibado hay có một cái tên ở trên online đó là Thơm Ba Thì cái cách tiếp cận của của cái anh này Là một cái cách tiếp cận mà rất là hiện đại đó, Rất là hiện đại Và uh, cái cách tiếp cận của Thơm Ba là cái cách tiếp cận mà rất là phổ biến Ở thời điểm hiện đại ấy, Ở thời điểm hiện tại Tức là người ta sẽ cốt theo cái concept của cá nhân người ta xây dựng lên Chứ người ta không có theo cái dạng là uh, Gọi là uh, theo cái dạng là đưa gai like và uh, điều chỉnh này điều chỉnh kia rất rất là nhiều thứ Đó. thì nhân tiện nó nói thêm về về gọi là christian thơ hay là những cái người coach theo cái dạng là xây dựng những cái concept và ở đây mình mình dùng cái từ coach ấy. mình dùng cái từ coach ấy, thì mình uh, sẽ gọi là phải giải thích cho các bạn là tức là khi mà làm cốt ấy người ta sẽ dựa trên một cái concept và để hai bên làm việc với nhau trên một cái khung concept một cái hệ thống mà cái người cốt đó đã xây dựng lên đó còn PT thì sẽ theo cái dạng là uh, theo cái dạng là uh, sẽ hướng dẫn bạn tập cái này bạn tập cái kia và nhiều khi bạn sẽ không biết là tại sao bạn tập cái này hay tại sao bạn tập cái kia hay là cái cái phần mà uh, Uh, sắp xếp về mặt tập luyện về mặt dinh dưỡng này kia nó có một cái concept gì đó hay không đó nhiều khi pt thì người ta sẽ dựa vào những cái trường hợp cụ thể những cái trường hợp cá nhân còn người cốt thì hơi cái cách tiếp cận hơi khác tức là sẽ có một cái concept nó sẽ có một concept theo kinh nghiệm theo kiến thức theo nghiên cứu hay là theo đủ thứ của người ta người ta xây dựng lên một cái hệ thống kiến thức đấy người ta xây dựng lên đó và khi mà mình uh, tham dự vào cái hệ thống kiến thức đó thì mình học giống như là mình học mình học và mình thực hành để mình hiểu đó mình học và thực hành để mình hiểu và từ cái việc học việc hành mình hiểu đó thì mình cũng hiểu được là cái concept của ông này là như thế này đó và mình cũng gọi là có được cái ích lợi từ cái việc là mình cũng lấy được từ cái concept của ông này nó giống như là một khóa học tại sao lại gọi là khóa học là như thế đó thì những cái người uh, diễn viên hollywood chẳng hạn khi người ta thuê personal trainer thì người ta không quan tâm là người ta có học được cái gì hay không hay là sau đó người ta gọi là có được cái hình thể đó không người ta chỉ quan tâm là uh, cái vai diễn này tôi cần có được một cái lúc như thế có được một cái hình thể như thế chuẩn vai như thế thì ông làm sao ông hướng dẫn cho tôi ông bảo tôi ăn gì bảo tôi tập gì bảo tôi gọi là uh, làm cái gì đó hay là chơi cái gì đó đó để tôi có được cái hình thể mà chuẩn với cái vai diễn nhất còn người cốt thì nó lại là cái khác uh, bạn phải làm việc với tôi dựa trên cái khung như thế này đó và nó giống như cái chuyện là trao đổi về mặt kiến thức đó trao đổi về mặt kiến thức Thì rất là cảm ơn bạn uh, hai quý thì đã đặt câu hỏi như thế nhưng mà ở đây thì có bạn là Hà Nhật mới vào thì uh, uh, xin chào Hà Nhật rất là cảm ơn em đã tham dự uh, cái uh, live stream này thì uh, Hà Nhật thì có nói là theo em nếu có một lượng kiến thức nền cơ bản thì làm việc với coach sẽ tối ưu hơn PT uh, thì cái này nó cũng là một cái ý uh, rất là đúng là tại vì Hà Nhật thì cũng uh, theo mình coach mà và Hà Nhật thì cũng gọi là có thể nói là bạn cũng đã có được cái kinh nghiệm theo một cái concept về vision xây dựng nó là Palm hero thì nó nằm ở một cái yếu tố là thực tế với cái gọi là cái sự phát triển của online của youtube ngày nay của rất là nhiều kiến thức ấy đa phần các bạn theo ngành này trừ mấy bạn rất là trẻ tức là mấy bạn theo cái dạng là newbie gọi là siêu siêu gọi là mới mới tinh ấy bây giờ là các bạn ấy đã tập từ 14 15 tuổi là rất là nhiều bạn đã tập rồi thì chỉ trừ khi là trong cái giai đoạn 14 15 tuổi ấy, bạn chưa biết một cái gì bạn gọi là gọi là gọi là, gọi là sơ sinh ấy bạn không biết bất cứ cái gì ấy đó thì bạn cần người ta gọi là bắt tay chỉ việc hướng dẫn từng tí từng tí một ấy đó thì à, bạn có thể học được từ người pt từ người bạn từ người thầy từ người chủ phòng từ rất là nhiều thứ về mặt hướng dẫn về mặt bài tập nhưng nếu bạn đã có được cái kinh nghiệm tập luyện đã gọi là có được về mặt tập luyện rồi ấy bạn có thể tự thực hành được và bạn muốn tìm hiểu được cái chuyện là ở cái kiến thức và cái áp dụng rồi cái này hay kia bạn chỉ cần một người cốt để cho bạn để gọi là đừng đi gọi là sai lệch cái con đường thôi điều chỉnh được kịp thời này hay là dựa vào cái cập nhật thì trao đổi giúp bạn tối ưu hơn này đó thì cái chuyện cốt nó sẽ theo cái hướng như thế đó đó là một cái trường hợp cụ thể mình có thể giải thích như vậy còn thực ra thì cũng với rất là nhiều trường hợp thì cũng có những trường hợp thì các bạn newbie các bạn tím vincent thì vincent cũng phải gọi là chọn cái cách tiếp cận khác nó chọn cách tiếp cận khác và uh, cốt trinh thì cái profile về mặt huấn luyện nó sẽ gọi là nó sẽ gọi là đa dạng hơn mình có thể nói như thế nó sẽ gọi là đa dạng hơn đa dạng hơn chứ nó không chỉ là ở phòng tập và cũng có một yếu tố nữa là coaching thì có rất là nhiều yếu tố mà người ta sẽ không bị phụ thuộc đó người ta sẽ không bị phụ thuộc tức là không phải bị phụ thuộc vào phòng tập quá nhiều không phải bị phụ thuộc theo cái dạng là phải như này phải như kia cả nhiều quá nhiều không bắt các bạn là phải gọi là ăn khoai lang hay là ăn ức gà hay là ăn bông cải nó không có những cái như thế đó mình chỉ bắt các bạn cái duy nhất ấy, là các bạn hãy thực hành và gọi là tìm ra những cái cách thức để áp dụng được cho bản thân đó mà khi bạn theo coach một thời gian nhất định rồi thì nhiều bạn ấy là các bạn còn có được những cái những cái gọi là thành tích ấy, bản thân mình còn thấy bất ngờ mình nói thật với các bạn như thế đó và cái đó là cái rất là thú vị Chào bạn Game Amazing, em chào anh. À, cho em hỏi về tầm quan trọng của certificate đối với một PT ạ, à. có nhất thiết phải cần một tấm bằng để trở thành một PT không ạ? À, em xin cảm ơn thì mình đã trả lời một bạn cũng câu hỏi tương tự ở phần trước rồi, đó, ở phần trước rồi đó. Ở Việt Nam thì bạn không cần bằng, bạn vẫn vẫn có thể làm PT được. Đó. Nhưng nếu bạn muốn học kiến thức thì thực ra bạn nên học và lên học dài kỳ còn bạn muốn lấy chứng nhận hay không ấy đó là cái chuyện của bạn còn chắc chắn rồi nếu mà bạn gọi là bỏ nhiều tiền này bỏ nhiều tiền này học dài kỳ này thì chắc chắn bạn cũng sẽ muốn lấy chứng nhận thôi giống như vincent ấy thì họ cấp chứng nhận mình bỏ tiền ra mà bỏ bao nhiêu tiền ra nếu mà trong cái cuộc đời vincent mà để bỏ tiền ra để học ấy, mình học rất là nhiều bỏ tiền rất là nhiều thì mình cũng phải lấy chứng nhận chứ mình phải lấy chứ là tại vì họ cấp ra mà họ cho mình website miễn phí họ cho mình chứng nhận abc kia thì tội gì mình không lấy đó <laughs> họ phải cho đó còn còn cũng một phần nữa mình cũng phải nói nữa là tại vì cũng có rất là nhiều bạn thì bạn ấy học và bạn cảm thấy đủ kiến thức thì bạn không quan tâm cái chứng nhận nhưng mà nó còn tùy vào từng tình huống nữa cơ giống như là người ta chỉ muốn học kiến thức và người ta gọi là có đủ điều kiện để người ta không phải cần cái chứng nhận nó nữa người ta vẫn có được cái 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 gọi là cái về mặt kinh doanh rất là tốt rồi thì cũng rất là nhiều người ta không cần cái chứng nhận đó rất là nhiều idol của các bạn chẳng hạn đấy thì người ta đâu có cần thiết quá chứng nhận nhiều đâu người ta chỉ cần một cái chứng nhận của liên đoàn để người ta có thể mở phòng tập là được hay thậm chí là bây giờ thì người ta cũng sẽ đi theo hướng là người ta cung cấp dịch vụ online cung cấp dịch vụ mình người ta cung cấp ấy, thì người ta còn không cần phải gọi là phải phải mở phòng nữa cơ mà đó hay là người ta có thể mở một cái phòng gọi là để tập cho vui nữa rất là nhiều thứ nên cái chuyện mà cái tầm quan trọng ấy của người của chứng nhận chứng chỉ hay là bằng cấp gì đó đối với một PT thì nó tùy vào rất là nhiều tình huống đó. thậm chí nếu mà bạn gọi là có khả năng bán hàng tốt đó, bạn gọi là ngoại hình rất là ngon chẳng hạn đó. Bạn làm idol chẳng hạn ấy thì bạn PT nhiều khi bạn chả cần bất cứ cái cái bằng gì kiến thức bạn sai đầy ra bạn vẫn có nhiều nhiều người búc bản đó bạn vẫn có nhiều người búc bản đó. người bạn đẹp nó body bạn gọi là đẹp nam thì sáu múi nữ thì cơ bụng số 11 nó rồi các vòng đều rất là tròn rất là xịn đó bài đăng thì toàn vài ngàn vài ngàn like chẳng hạn nó các thứ thôi như thế thì bạn có thể làm PT đẩy bạn làm huấn luyện viên ngay bạn trở thành chuyên gia huấn luyện ngay bạn trở thành gọi là chuyên gia gọi là uh, huấn luyện các loại luôn đó không chỉ là gọi là PT về mặt tập luyện bạn còn trở thành chuyên gia dinh dưỡng chuyên gia làm đẹp đó bạn biết mọi thứ luôn đó đặc biệt là ở việt nam cái đó rất là dễ nên là <laughs> cái tầm quan trọng ấy là nó còn tùy thuộc vào đối với bạn có quan trọng hay không thực tế ra vincent có thể nói như thế là đối với bạn có quan trọng hay không đối với vincent thì nó rất là quan trọng đó tại vì uh, cái bằng nó là cái chứng nhận của một cái quá trình mình học đó mình học và mình kiến thức và mình cảm thấy rằng mình học và mình có thể qua được một cái bài thi cũng rất là khó. Bài thi nó không có dễ đâu các bạn ạ. Và qua được một cái bài thi rất là khó. Mình có được một chứng nhận thì đối với mình nó là một cái bản thân mình cảm thấy rất là vui. đó Cho em hỏi là có những chứng nhận gì cần thiết học để có thể theo nghề coaching ạ? Thì cái chứng nhận đầu tiên là cái chứng nhận của một đơn vị gọi là uy tín về mặt pt thì bạn theo học khoa học của họ thì họ sẽ cấp theo uh, theo cái khóa học đó là họ sẽ bạn hoàn thành khóa học nó có những khóa học thì bạn cứ hoàn thành là người ta sẽ cấp cho bạn cái chứng nhận hay là cái chứng chỉ gì đó là bạn đã hoàn thành khóa học này còn cũng có những cái khóa học thì bạn phải hoàn thành xong không bạn phải thi bạn phải làm bài kiểm tra bạn phải đạt gọi là trên 70% hay là trên 80% gì đó tùy từng đơn vị chẳng hạn thì bạn sẽ gọi là được cấp mới được cấp chứng nhận còn không thì bạn phải thi lại cũng có chuyện là bạn phải nộp tiền để bạn cũng có thể thi lại nữa cái chuyện đó rồi có một vài những cái chứng chỉ phụ đó ví dụ như là bạn theo AS đây như theo AS đây thì sẽ phải có những chứng chỉ phụ ví như về mặt sơ cứu về mặt sơ cấp cứu ở trong những trường hợp khẩn cấp đó Đấy kia đó thì bạn mới có được cái chứng nhận để bạn có thể gọi là theo nghề còn uh, tuy là bạn theo nghề coaching trinh là bạn đi theo hướng nào nữa thực sự là bạn đi theo hướng nào nữa còn ở một cái mức độ gọi là phổ biến là bạn chỉ cần một chứng nhận từ một đơn vị gọi là uy tín một chút đó và cái chứng nhận đó thì uh, tại sao lại chọn đơn vị uy tín là tại vì nó cũng giúp cho bạn học được cái kiến thức nền tảng và một cái kiến thức làm nghề tốt để về mặt lâu dài còn nếu chỉ cần chứng nhận để gọi là cho đủ để bạn làm nghề thôi thì nhiều khi nó cũng chỉ cần gọi là À, có một cái chứng nhận đủ để bạn làm nghề đó đủ bạn làm nghề hay là bạn vào các trung tâm gọi là fitness center những cái trung tâm lớn chẳng hạn đấy thì à, bạn cần có cái quan trọng nhất là à, một cái phần gọi là về mặt dịch vụ khách hàng tốt và à, bạn ăn nói tốt giao tiếp tốt dịch vụ khách hàng tốt à, có kinh nghiệm tập luyện thì bạn vẫn có thể là theo nghề coaching được đó, vẫn có thể theo nghề coaching được và thậm chí là có những người mà Vincent gọi là biết đấy những người Vincent biết những người Vincent quen thì họ không có chứng nhận ở bất cứ cái chỗ nào cả nhưng mà cái cái phần dịch vụ khách hàng hay là cái phần profile khách hàng của họ chính là cái chứng nhận tốt nhất của họ thì cái trường hợp đó cũng có nữa và họ cũng chỉ muốn là có một cái công việc để họ làm để họ kiếm tiền và kiếm một cái số tiền cũng tương đối là ổn tương đối là cao so với những nghề nghiệp khác và họ cứ thấy họ làm thôi thì nó còn tùy vào cái chuyện phát triển nghề nghiệp của các bạn còn ở thời điểm hiện tại ấy, thì ở việt nam là đang bùng nổ cái ngành này rất là dữ dội nên thực tế ra cái chuyện quan trọng nhất của bạn là bạn phải xác định rõ cái hướng đi của các bạn như thế nào bạn muốn uh, gọi là kiếm nhiều tiền theo cái hướng là được ăn hoa hồng được chia thu nhập thì bạn sẽ theo cái hướng là bạn uh, kiếm càng nhiều khách hàng càng càng tốt đó và thực ra là ai em chỉ có 24 giờ thôi nên nếu bạn theo cái hướng là uh, kiếm càng nhiều khách hàng càng tốt để bạn có thể ăn hoa hồng hay để bạn có thể ăn chọn cái đó nếu mà bạn huấn luyện một một chẳng hạn đấy thì cũng có thể là bạn chẳng cần học cái gì cả bạn chỉ lo về mặt uh, kiếm khách hàng thôi thì nó mặt bán hàng thôi nhưng nếu mà xét về mặt lâu dài xét mặt lâu dài thì không biết là cái, cái tham vọng theo đuổi nghề nghiệp của bạn là như thế nào bạn muốn xây dựng nghề nghiệp là như thế nào bạn chỉ coi nó là bán hàng để kiếm tiền hay bạn muốn xây dựng nghề nghiệp để bạn gọi là có thể là dùng kiến thức để gọi là nâng cao được cái mặt dịch vụ à, giúp người khác có được sức khỏe nhờ cái kiến thức của mình nhờ cái chất xám của mình và à, gọi là phải gọi là làm việc ít hơn tức là cốt trinh ít hơn và cái tiền lương cái thu nhập của bạn cao hơn chẳng hạn thì nó nó cần phải có kiến thức nó cần phải có kiến thức và khi mà cần phải có kiến thức rồi thì bạn sẽ gọi là có thể nói là bạn nên đi học những cái đơn vị uy tín là tại vì thực ra là nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là bạn tự học bạn tự học bạn tự mày mò bạn tự xây dựng hệ thống thì mình chưa nói là nó đúng hay nó sai nó tốt hay nó không tốt nhưng mà chắc chắn nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều nó tại vì bạn tự học mà. Đó nên là cái chuyện đó là cái chuyện mà bạn cần phải để ý là bạn muốn trở thành một cái ông gì, đó. Bạn muốn trở thành một cái ông gì ở trong cái nghề này hay là bạn chỉ muốn là một cái người làm làm nghề coaching, làm nghề PT làm ở một trung tâm nào nó lâu đời nhưng mà thực tế ra thì ở Việt Nam mà những cái người mà gọi là fitness manager hay là những người mà làm ở các uh, trung tâm mà vincent biết mà làm ở vị trí cao cấp thì theo thời gian chắc chắn họ cũng phải học thôi tại vì <laughs> học mà kể cả là học của nasm học của SSA, học của ace này kia nếu bạn muốn trở thành một người mà uh, lãnh đạo đội ngũ hay là uh, một người mà uh, làm sếp ấy thì chắc chắn là bạn cũng phải học <laughs> học fitness bay xong ra làm ông chủ chạy gà <laughs> học uh, fitness bay xong ra làm ông chủ chạy gà là còn ngon rồi học fitness bay xong thì gọi là <laughs> ra mà gọi là uh, đi bán dâm mới sợ <laughs> uh, chào trần quang minh uh, các câu hỏi về mặt gọi là giống như bạn hỏi là làm sao tính tình trạng bicep hay các câu hỏi về mặt gọi là cá nhân quá như vậy để giải thích cho các bạn ấy thì nó sẽ rất là mất thời gian là tại vì không thể trả lời nhanh những câu hỏi như thế được. Đó và trong những cái livestream nó có những cái chủ đề rõ ràng như này ấy, thì Vincent muốn là tập trung vào cái chủ đề nó chứ còn mỗi người hỏi một câu về những cái vấn đề của riêng bạn thắc mắc ấy thì nó sẽ khá là gọi là lạc đề đó và lạc đề thì nó sẽ gọi là không có khiến cho những người đang xem cùng bạn hay là những người vào xem sau ấy người ta tìm tới video người ta muốn là à, có được những cái phần chia sẻ phù hợp với chủ đề thì nó sẽ không tốt cho những cái bạn xem sau hay là những cái bạn xem cùng nên là mình sẽ không trả lời bạn được đó À, bạn Vi Khanh này thì có một câu hỏi tiếp theo là em là bác sĩ mới ra trường nên em cũng có những kiến thức cơ bản nếu em muốn tự mở một phòng tập private thì cần bổ sung những gì vậy anh Vincent. À, cái kiến thức mà bạn học được ở trong trường y với vai trò bác sĩ ấy thì nó đúng chỉ ở cái mức cơ bản thôi còn cái kiến thức theo dạng là giải phẫu hay theo dạng dinh dưỡng mà để huấn luyện đấy thì nó sẽ khác ấy. để huấn luyện fitness nó sẽ khác là tại vì À, bạn học trong trường y thì thực ra là mình quen bác sĩ mình huấn luyện bác sĩ cũng rất là nhiều ấy nói thật các bạn mình huấn luyện bác sĩ khá là nhiều thì mình đều biết rằng là à, cái chuyện mà các bạn học dưới một cái bộ khung kiến thức dành cho bác sĩ ấy có một vài những cái vấn đề là à, cũng một vài bạn à, học viên của vincent mà các bạn là bác sĩ thì các bạn cũng rất là hay thắc mắc tức là tại sao em học ở trong trường y những cái bộ khung như thế nhưng mà à, khi mà theo anh huấn luyện này tại sao là em lại thấy là giống như nó nó rất là mới giống như, thì đúng rồi Và tại vì cái cách tiếp cận nó khác nhau đấy cũng là cái bộ xương cũng là cái gọi là cái cái dạ dày cái này cái kia cái trong cơ thể chúng ta nhưng mà cái cách tiếp cận khác nhau là tại vì bạn học ngành y những kiến thức của bạn là để áp dụng cho lâm sàng để áp dụng cho trong giường bệnh để áp dụng cho gọi là những cái bộ xương những cái con người mà bạn mổ xẻ ra chẳng hạn đấy nó sẽ rất là khác so với những cái gì bạn gọi là mang ra ngoài bạn muốn mở một phòng private là tại vì bạn muốn mở một phòng private ấy, là bạn phải phục vụ những cái cá nhân cụ thể những con người mà người ta không có gọi là ở trong một cái môi trường đóng là những cái bệnh nhân ở trong cái giường bệnh một cái phòng đóng một cái tình trạng gọi là gọi là được khám ra và được gọi là là phân tích ra rất là rõ ràng rồi dựa vào những cái hướng dẫn lâm sàng của toàn ngành còn um, ở ngoài đời thì nó sẽ không như thế mà người ta chỉ làm việc với bạn là một giờ hai giờ đồng hồ thôi lên chắc chắn bạn có được những kiến thức cơ bản rất là tốt nhưng bạn vẫn phải học lại những cái khóa pt hay những cái kiến thức dành cho pt Đó, nó sẽ rất là khác luôn và bạn có kiến thức cơ bản về giải phẫu mình không biết là bạn học dinh dưỡng đến đâu nhưng mà bạn có kiến thức cơ bản về giải phẫu hay về dinh dưỡng rồi ấy thì chắc chắn bạn cũng sẽ không có những cái kiến thức nhiều về mặt lifestyle, về mặt lối sống những cái rất là quan trọng, rất là quan trọng với huấn luyện là tại vì huấn luyện nó dính tới lối sống rất là nhiều. người ta chỉ làm việc với bạn là một giờ hai giờ ở phòng tập thôi nhưng sau đó người ta còn sống ở bên ngoài nữa nên là có rất là nhiều thứ mà bạn phải học học mới lại, học mới lại học lại dựa trên những cái kiến thức căn bản mà bạn học thì có thể bạn sẽ học nhanh hơn hay có thể bạn sẽ dễ học hơn chứ không phải là những kiến thức ở trong ngành y bạn có thể mang ra bạn ứng dụng với cái ngành này được đó mình có thể chia sẻ với bạn như thế còn bạn mở phòng tập private hay phòng tập gì thì ở Việt Nam bạn đều cần phải có gọi là chứng nhận ở bên phía liên đoàn bạn học gọi là một cái khóa nhanh nhanh vài triệu bạn bỏ ra bạn học để có được một cái chứng nhận từ phía liên đoàn là bạn đã hoàn thành cái cái khóa học đó thì cái giấy chứng nhận đó thì mới giúp bạn là có thể mở phòng tập được đó đặc biệt là phòng tập mà để kiếm tiền nó còn nếu bạn chỉ mở ra để tập chơi chơi chẳng hạn ấy thì nó không phải là vấn đề và private gym thì mình cũng phải nói là private gym hiện tại cũng trở thành một cái cơn uh, gọi là một cái cơn sốt mới ở Việt Nam đó các phòng private mở lên rất rất là nhiều và mình cũng được trao đổi với rất là nhiều những cái người mà theo cái hướng là chuyên gia set up và theo cái hướng là chuyên gia mở phòng ở việt nam ấy thì các bạn ấy uh, có kiến thức còn tốt hơn Vincent về cái chuyện là kinh doanh về cái chuyện là uh, cái, cái ngành này nó đang phát triển như thế nào đó chứ còn mình thì chỉ có kiến thức về mặt gọi là uh, huấn luyện này về mặt gọi là uh, bạn muốn huấn luyện bạn muốn trở thành huấn luyện viên hay bạn muốn trở thành pt bạn muốn trở thành cốt hay là bạn uh, muốn uh, là một cái người mà cung cấp kiến thức Đúng không? Cung cấp dịch vụ huấn luyện thì bạn sẽ cần phải làm gì Thì Vincent có thể trả lời được Chứ còn mà cái định hướng kinh doanh thì mình Nhân tiện thì mình cũng phải nói là Mình cũng không phải là người mà Có thể đưa ra những định hướng kinh doanh Theo dạng là mở phòng được là tại vì Mình mở phòng là bị fail, mình mở phòng là bị thất bại Và uh, từ thất bại đó Thì mình có thể chia sẻ được Những cái vấn đề của cái chuyện là Mở phòng nó sẽ rất là khác so với Chuyện là mình là một người mình cung cấp Kiến thức cung cấp dịch vụ coaching huấn luyện cho người khác nó rất là khác cho chuyện mở phòng là tại vì mở phòng là dính tới kinh doanh rồi à. vậy nếu giờ đi học lấy chứng chỉ đi trung bình sẽ tốn bao nhiêu hả anh ở Việt Nam chứng nhận PT thì tùy trung tâm tùy lớp mở cũng có những lớp thì khá là rẻ vài triệu cũng có những lớp thì tới 10 triệu 20 triệu đó À, em thấy hoàn Hoàng Thầy Trung đang có khoa học ở NSCA, anh ấy Việt hóa hết tài liệu thì thi ra thứ ba à, thì chứng chỉ của mình cũng được công nhận là anh. Cái này thì mình không biết được là tại vì bạn phải đi hỏi à, cái người mà cung cấp khóa học và cung cấp cái chứng chỉ. Đấy. cái này thì thực ra là Vincent không biết đó. Còn cái chuyện mà NSCA hay là NASM, ACE và À, gọi là assa thì uh, gọi là um, là những đơn vị uy tín ở trong top đầu đó và đều là những cái đơn vị mà bạn học thì bạn sẽ có được những cái chứng chỉ rất là tốt có được những cái kiến thức rất rất là tốt mình cũng phải nói thật như vậy đó còn như bạn nguyễn này hỏi là tại bữa em thấy bên cali mà tầm 70 triệu thì tuy từng đơn vị thôi và chắc chắn rồi đơn vị càng uy tín thì người ta sẽ gọi là trạc bạn, người ta sẽ tính phí bạn rất là cao, rất là cao, rất là cao. Rất là cao. Còn thực ra các bạn phải hiểu như thế này nè, mình phải nói thật với các bạn, các bạn phải hiểu như này. Các bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền nhờ cái nghề này? Nếu các bạn muốn có một mức thu nhập tính hàng tháng thôi, các bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền nhờ cái nghề này? thì các bạn cũng sẽ phải bỏ ra một con số nhất định Đó. chứ không có gọi là uh, tiền ít mà còn đòi hít cái này cái kia được đòi hít đồ thơm được Đó. Đó, các bạn phải bỏ ra một con số tương xứng chứ và người ta gọi là xây dựng ra các uh, khóa học này người ta lo được cho bạn về chứng chỉ người ta lại có một cái tên một cái name một cái brand name một cái nhãn hiệu rất là tốt rất là uy tín thì chắc chắn người ta phải trạc bạn cao chứ chắc chắn là người ta phải tính phí cao chứ đó phải tính phí cao nữa còn còn bạn mà muốn gọi là rẻ hơn thì ở việt nam mình những cái đơn vị ở việt nam cũng có nhiều đơn vị bản sợt facebook nó sẽ ra thôi hay bản sợt google sẽ ra thôi đó là các bên đó họ cũng sẽ cung cấp những cái phần gọi là đào tạo pt và bây giờ ở việt nam thì cái ngành fitness là đang phát triển khá là theo cái dạng khá là khá là mạnh mẽ đó và lợi nhuận của ngành tổng ngành cũng tăng rất là cao qua từng năm đó và từ đó thì rất là nhiều bên muốn gọi là uh, mở học viện mở academy mở gọi là trung tâm để đào tạo pt cái đó rất, rất, rất là bình thường và rất là tốt để các bạn có được những cái sự lựa chọn gọi là phù hợp với các bạn hơn đó và nếu các bạn chỉ muốn gọi là có một cái bằng này các bạn bắt đầu cái con đường sự nghiệp của các bạn thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi tức là các bạn hãy lựa chọn một cái chỗ nào đó mà hợp với túi tiền này phù hợp với các bạn kể cả là về mặt đi lại về mặt địa lý rồi từ cái bằng cấp cái chứng nhận như thế thì bạn có được cái cơ hội làm nghề bạn xin vào một chỗ nào đó và khi bạn đã có một chứng nhận một chứng chỉ ban đầu như thế rồi thì sau đó bạn có thể gọi là phát triển được kiến thức bạn học thêm mà tự học hay là bạn mua khóa học ở nước ngoài hay bạn tham gia những cái khóa ở nước ngoài đó thì sau đó bạn có thể uh, dùng cái tiền thu nhập của bạn bạn gọi là đầu tư tái đầu tư lại đó là một cái định hướng tốt và uh, thực tế mình cũng phải chia sẻ là nếu mà ở mức độ gọi là căn bản để làm pt thì tất cả các bên họ đều cung cấp những kiến thức ở một mức độ chung giống nhau hoặc là tương tự nhau là tại vì nó dựa trên kiến thức của toàn ngành chứ còn ở mức độ gọi là nền tảng đi thì nó sẽ không có sự khác biệt được Đó. những kiến thức giải phẫu căn bản ấy thì chỉ trừ khi là giải phẫu về sinh vật ngoài hành tinh còn đã là giải phẫu về người ấy, thì nó đều là giống nhau cả ở tất cả các trung tâm những kiến thức về mặt gọi là dinh dưỡng căn bản thì nó đều là giống nhau ở tất cả các trung tâm. Có thể những cái đơn vị này những đơn vị kia thì họ sẽ gọi là cho thêm vào input vào thêm vào những cái phần học trình này phần học trình kia mà đối với họ là sẽ có ích cho các bạn, nó còn không phải là họ sẽ gọi là tạo ra một cái gì đột phá về mặt gọi là kiến thức theo cái dạng là một phát minh gì cả trong cái nghề này thì không có cần phát minh bất cứ thứ gì đó cần hiểu gọi là được đúng những cái à, gọi là kiến thức về mặt à, tập luyện về mặt dinh dưỡng về mặt sức khỏe và chuyển hóa được cái chuyện là sau đó thì bạn áp dụng lên người khác thôi đó, nó dựa vào à, những cái kiến thức chung như vậy đó còn sau đó ở những cái gọi là trình độ gọi là cao hơn chẳng hạn nó theo thời gian theo kinh nghiệm thì bạn có thể nói là bạn có nhu cầu để cập nhật những cái thứ mới hơn thì ở thời thời đại bây giờ thì bạn không nhất thiết là bạn phải gọi là nộp đơn vào những cái đơn vị gọi là hoành tráng gì cả để bạn gọi là có chứng nhận chứng chỉ là tại vì những đơn vị hoành tráng thì thực ra là cái uy tín họ còn cao hơn là kali nữa nên là họ còn tính tiền là mắc tiền hơn đó và họ là bán chứng nhận nhiều hơn là bán kiến thức là tại vì cũng là những kiến thức như vậy nhưng mà à, mày học của tao thì tao chứng nhận của tao nó rất là to có thể làm việc ở khắp thế giới được làm việc khắp Bắc Mỹ được đó thì cái giá nó khác mặc dù cũng là những kiến thức như thế nên là à, có thể là sau này thì ở thời điểm bây giờ là các bạn sẽ gọi là có cơ hội là tiếp xúc được rất rất là nhiều thứ nhanh hơn này rẻ hơn này nhờ cái sự phát triển của online và đó là cái giá trị của về uh, mặt gọi là online và mình cũng phải nhân tiện thì mình mình nói là tại vì rất là nhiều bạn thì cũng gọi là ủng hộ Vincent bằng cách là tham dự ở fitness bay ấy thì kể cả là các bạn có tham dự vào những cái nền tảng như là fitness bay của Vincent chẳng hạn và trên thế giới thì những cái nền tảng theo dạng là subscribe subscription như thế tức là đăng ký và để đọc và để tham khảo như thế nó rất là phổ biến thì hoàn toàn các bạn lựa chọn được mà cái mức giá nó sẽ rất là rất là rẻ đó và đúng rồi như bạn hoàng phạm này có chia sẻ là quan trọng anh em cần học thêm tiếng anh ngoại ngữ là rào cản làm anh em khó tiếp cận với vô vàn kiến thức học thêm tiếng anh và cũng đồng thời phải học thêm một cái chuyện nữa là phải học thêm cái cách tư duy có hệ thống là tại vì tiếng anh chuyên ngành nó rất là khác tiếng anh giao tiếp đó và mình cũng cần phải học những cái căn bản ở mặt là cái tính hệ thống tốt hơn thì bạn tiếp xúc tiếng Anh bạn mới không bị ngợp. Đó chứ uh, tiếng Anh gọi là theo cái dạng là chuyên ngành, theo cái dạng chuyên môn ấy. Nó sai một một ly nhiều khi nó sẽ đi một dặm, nó bạn không hiểu rõ chẳng hạn bạn dịch theo một cái một cái nào đó mà uh, dịch cái tiếng Việt nhiều khi bản thân viên sườn cũng gặp khó tức là rất là khó chẳng hạn thì nhiều khi cái cái ngữ nghĩa nó sai khác chẳng hạn thì bản thân mình mình cũng gặp khó khá là thường xuyên, khá là thường xuyên khi mà mình gọi là muốn gọi là giúp cho người khác hiểu thêm được một cái khái niệm chẳng hạn thì mình cũng phải tìm cái cách nào đó để mình dịch ra nhưng mà nhiều khi mình cũng sẽ không quy đổi được đúng cái từ mà mình cảm thấy là mình hài lòng mà mình phải diễn giải ra rất, rất là dài sau đó để các bạn hiểu thêm ở à, cái từ này là nó nó được hình dung nó được khái niệm hóa lại là nó như thế nó để bạn hiểu đúng được chứ còn uh, rất là nhiều bạn là học tiếng anh thì tiếng anh giao tiếp rất là tốt ấy. thậm chí là các bạn có thể nói chuyện với lại người nước ngoài khá là phổ biến nhưng mà các bạn học vào cái tiếng anh của nghề này thì các bạn cũng vẫn thấy nó rất rất là khó rất là có những người mà vincent làm việc cùng là bác sĩ bác sĩ rất là cao ấy bác sĩ rất là cao ấy. trình độ rất là cao tiếng anh nói như gió như sấm ấy nhưng mà chuyển qua cái môn gọi là uh, fitness này thì cũng có những thứ là đọc là thế à. Không biết là nó có hiểu đúng không và họ cũng phải hỏi lại là um, cái 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 đoạn này về mặt gọi là huấn luyện hay là về mặt dinh dưỡng này kia thì uh, nó viết thế là như thế nào, đó nó viết thế thì là như thế nào, tao hiểu có đúng hay không, anh hiểu có đúng hay không đó. Thì uh, Vincent giải thích lại như thế nào như thế nào thì nó cũng cần phải là có cái tư duy về mặt hệ thống và các bạn phải hiểu rằng là cái nghề này thì cái hệ thống kiến thức nó cũng sẽ khác với những nghề khác Đó. nó sẽ khác với những nghề khác và mình phải thực hành rất là nhiều mình phải thực hành rất là nhiều thì nhiều khi mình mới hiểu được à hóa ra là cái khái niệm này tiếng anh này ấy, thì dịch ra tiếng việt thì nghe nó có vẻ như vậy nhưng mà mình thực hành ra thì mình biết mình mới biết được à hóa ra nó lại như thế nó lại như thế thì tại sao Vincent lại cũng phải gọi là bỏ thời gian ra để viết mấy cái bài blog ở trên web có rất là nhiều bài blog ấy thì đối với cả cả những người làm việc cùng với Vincent trong ekip trong team ấy các bạn hỏi là anh viết mấy cái này thì đọc nó gọi là nó hơi gì đó cao siêu hay nó hơi gì đó nó không có không có dễ theo cái dạng là câu view được đó nó không có dễ theo dạng câu view được là tại vì câu view thì lên viết những cái tips rất là nhanh nên viết những cái vấn đề gọi là rất là nổi trội chẳng hạn đó nhưng mà mình lại viết như, như ở những cái thiết luật của fitness chẳng hạn hay là những cái cách tiếp cận về mặt thực phẩm bổ sung chẳng hạn nó lại hơi theo hướng coaching theo hướng huấn luyện như thế nhưng mà mình cũng cảm thấy ở à, tại vì mình đã làm video để cung cấp những cái kiến thức mà gọi là gần gần với lại những cái về mặt thị hiếu rồi thì cái phần bài blog ấy thì mình cũng gọi là mình viết cho nó sướng đã À, mình viết cho nó sướng đã những cái những cái phần giống như là cái phần mà cái bài blog mà à, mình viết về meta human chẳng hạn ấy, tức là cái con người ở trong cái xã hội 4.0 nó sẽ rất là khác so với lại con người ở cái xã hội trước kia là tại vì xã hội trước kia thì à, gọi là không có mạng xã hội, không có những cái căng thẳng mà các bạn đang gặp phải bây giờ, không có những cái thói quen những cái sự nghiện ngập của các bạn đang gặp phải bây giờ, đó thì nó sẽ rất là khác và thực ra là cái fitness của thế giới thì bây giờ là người ta cũng phải học thêm nhiều về những cái thứ mà mạng xã hội sẽ gây ra ở trong cái đời sống mạng xã hội này rồi gọi là những cái nội dung gọi là người lớn ở trên online này rồi tất cả những cái vấn đề này vấn đề kia là tại vì nó sẽ tác động lên những cái người khách hàng những người học viên rất là khác so với thời ngày xưa thời ngày xưa thì ông đến tập ông về ông ăn ông ngủ đủ là được rồi nhưng mà bây giờ Ông đến tập, ông về, ông ăn, ông còn phải gọi là bớt lướt điện thoại thôi đó hay là ông bớt quay tay thôi nó hay là ông gọi là bớt thức đêm thôi hay là bà bớt gọi là xem phim Hàn Quốc quá nhiều hay là bớt gọi là uống trà sữa theo cái dạng là quá nhiều hay là bớt gọi là lướt mạng xã hội quá nhiều, bớt chụp hình selfie quá nhiều, rất rất là nhiều thứ như thế nó, nó ảnh hưởng với cuộc sống của các bạn ở thời điểm bây giờ và... MetaVerse là một cái hướng mà chắc chắn trong tương lai nó sẽ xảy ra. Đấy, có thể là không xảy ra ở ở Meta, ở công ty Meta của Mark Zuckerberg ở Facebook, nhưng chắc chắn đó là một cái hướng mà sau này thì chắc chắn bạn sẽ có một cái cuộc sống thứ hai là ở trên mạng thế giới ảo và khi đó thì cái fitness coaching chắc chắn nó cũng sẽ thay đổi và những cái bài như thế là những cái bài mà Vision hoàn toàn viết là ở để gọi là cho bản thân mình là mình cảm thấy là mình thích mình viết. Đó. nên là những cái bài như thế thì các bạn phải hiểu rằng là nhiều khi các bạn học tiếng Anh là cũng có những cái bài theo dài như thế các bạn học là các bạn nhiều khi các bạn sẽ thấy là à, đọc mã nó không hiểu các bạn thực sự đọc mã nó không hiểu ấy. nên là cũng cần phải chuẩn chỉnh rất là nhiều thứ Đó. và phải học nhiều học tiếng Việt cũng được học tiếng Anh cũng được nhưng phải học theo cái hướng là để mình phục vụ cho cái chuyên môn của mình chứ à, tiếng anh giao tiếp nhiều khi nó không đủ đâu Thật, tiếng anh giao tiếp thì có thể đủ để các bạn làm việc với khách hàng nước ngoài nó để các bạn kiếm tiền nhưng mà tiếng anh giao tiếp mà để học huấn luyện viên ấy thì nhiều khi nó nó chưa đủ mình phải dùng cái từ nó chưa đủ tại vì có những từ không không có dịch được qua tiếng việt tiếng việt không có từ đó. đó mà học cái nghề này phải xác nhận rằng đấy là ông phải nói lửa anh lửa việt là cái chắc chắn Đấy. tại có những từ không dịch được Thì vì tiếng việt là một cái ngôn ngữ mà cũng gọi là mới mà các bạn mới mà đó, và không có tính khoa học nhiều đó. không có nhiều được những cái từ khoa học mặc dù thì rất là nhiều người đã góp công, rất là nhiều người đã cố công, rất là nhiều người đã đóng góp cho cái chuyện là mở rộng cái vốn từ tiếng Việt để mang tới một cái nền tảng Việt hóa cho rất là nhiều những cái khái niệm tiếng Anh nhưng mà nó gọi là nó nó không đủ được, nó không bao giờ đủ được. Đó. Tại vì bản thân tiếng Anh thì họ cũng phải vay mượn những cái khái niệm từ các thứ tiếng khác, đặc biệt là từ Latin đó để làm phong phú thêm cái vốn kiến thức nữa lên là cái chuyện đi dịch tiếng Việt thì nhiều khi nó sẽ gọi là hơi hơi phí công ấy, hơi phí công đối với Vincent ấy. Thay vì dịch tiếng Việt này thôi, học tiếng Anh các thứ đi còn có những cái thành phần lên mạng cứ gọi là cứ phải Việt hóa ra cái này kia các thứ thì những thành phần như vậy thì Vincent thấy rất là chán, thấy rất là chán. nhưng bắt buộc các bạn ạ thực ra không phải là anh nghề fitness này mà tất cả các nghề nếu các bạn muốn mà bắt kịp với thời đại thì các bạn cũng nên học tiếng anh đó bản thân vincent khi mà xây dựng đến fitness bay cũng chỉ mong muốn là để các bạn tiếp cận được với một cái tiêu chuẩn mà ở nước ngoài nó như thế nào để ở việt nam nó cũng như thế để kiến thức nó được đồng bộ đó chứ không thì các bạn bây giờ các bạn xem quá nhiều nước ngoài ấy, quá nhiều trên youtube ấy nó mà các bạn mất đi cái cái mặt bằng chung cái nền tảng chung ấy, dẫn tới là các bạn có thể là các bạn sẽ hiểu sai rất là nhiều. Còn cái chuyện mà các bạn tự học để biết để các bạn áp dụng bản thân ấy thì bạn có thể hiểu sai một tí nhiều khi nó không ảnh hưởng nhưng với những cái người làm nghề mà nhiều khi các bạn hiểu sai các bạn áp dụng cho người khác thì nó không phải là cái tốt. Đó. Ừ. tại vì nói đến vấn đề này thì nhân tiện mình cũng phải nói thêm ấy là tại vì rất là nhiều bạn ấy mình thì uh, cũng là một thằng mà mình không ngại trong cái chuyện tranh cãi trong chuyện thảo luận đâu nhưng mà khi mà các bạn ở trong cái thời đại này ấy, các bạn ở việt nam ấy mà các bạn đi tranh cả cái môn này, ấy, mà các bạn cứ phải lấy gọi là giống như kiểu Andrew Huberman rồi lấy uh, Bradson Field ấy, này, này kia ra là các bạn nghĩ rằng là uh, cái ông nó nói gì cũng đúng, ấy, cái ông nó nói gì là chân lý là kinh thánh, ấy, là các bạn hoàn toàn sai rồi, các bạn hoàn toàn sai rồi đó. là tại vì ấy, nếu mà Vincent à, tại cái chủ đề thì nó sẽ rất là buồn chán nên không có nhiều view đâu nhưng mà nếu mà Vincent muốn thì Vincent hoàn toàn có thể phân tích ra những điểm gọi là chưa tốt của Andrew Huberman những điểm chưa đúng chưa chính xác đó là tại vì với mỗi cá nhân ở mặt gọi là về mặt lý thuyết ấy, thì họ đều có những cái cách tiếp cận dựa trên cái điểm nhìn của người ta dựa trên cái cách tiếp cận của người ta dựa trên cái bộ môn của người ta và người ta hoàn toàn có thể từ cái cách tiếp cận của bộ môn người ta người ta làm ra những cái nội dung để hướng tới một cái thế giới rộng hơn là cái thế giới fitness để các bạn thích thú các bạn vào xem nhưng không có nghĩa rằng cái cách tiếp cận của ông này như thế là nó trở thành một cái khung theo cái dạng nó là một cái kinh thánh đó mình cũng đã từng cãi nhau với một vài bạn hay lôi của brassonfu ra về cái cuốn gọi là muscle hypertrophy nhưng mà cái cách diễn giả các bạn về brassonfu về những cái mà các bạn đọc được từ brassonfu ấy hoàn toàn nó chưa chính xác đó mình phải nói thật với các bạn ấy hoàn toàn nó chưa chính xác và khi mà các bạn đã hiểu chưa chính xác các bạn diễn giải ra ấy nghe nó rất là chán đối với một người như Vincent nghe nó rất là chán là tại vì các bạn đều phải biết rằng những cái cuốn sách nó chỉ mang giá trị tham khảo và tất cả những cái cá nhân ở trên cái nền tảng online nó đều là những cái người mà người ta làm nội dung ở trên YouTube để làm gì để xây dựng kênh YouTube còn có rất là nhiều cá nhân đó họ rất là xuất sắc hay thậm chí họ có thể gọi là trở thành những cái người mà sau này thì sẽ gọi là phải được lưu tên ở trong sử sách về mặt gọi là khoa học đạt giải Nobel này kia nhưng họ đâu có làm YouTube đâu. Các bạn đều phải hiểu như thế, họ đâu có làm YouTube đâu. Đó nên là các bạn chỉ thấy những cái thứ mà các bạn biết thôi và các bạn diễn giải lại sai và các bạn cứ đinh ninh rằng nó là chính xác nhưng không. Khi mà đặt vào đúng cái hệ quy chiếu của nó và các bạn diễn giải ra thì nhiều khi các bạn đã, đã hiểu sai cái ý của họ rồi hay đã hiểu sai cái cách vận hành hay cái cách nghiên cứu kiến thức của cái nghề này rồi là tại vì mình cũng phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều mình đã làm một cái video để trả lời cho các bạn là các bạn lên học sách gì nên học như thế nào thì trong cái nghề này nó hoạt động là dựa trên cái gọi là cái gọi là clinical guideline là ở bên ngành y tức là hướng dẫn lâm sàng bên ngành y còn trong cái ngành này thì thực ra nó cũng dựa trên cái guideline toàn ngành tức là toàn ngành nó sẽ có một mặt bằng chung về mặt kiến thức mà bằng chung về mặt kiến thức những cái tiêu chuẩn chung về mặt kiến thức còn với mỗi người thì ông có thể lấy một cái phần này, lấy phần kia hay tiếp cận như thế này, tiếp cận như thế kia hay là gọi là uh, xào nấu nó lên hay là trộn nó lên để thành một cái phần salad, thành một cái món ăn của ông. Và ông có thể mang cái món ăn đó, ông bán, ông cho miễn phí, ông trưng bày hay ông này, ông kia, ông để làm cái gì đó của ông đối với bản thân ông hoặc là mang ra bên ngoài. Đó là cái chuyện của rất là nhiều người. Còn cái chuyện tại sao Vincent cũng đã đề cập là... Tới ở trong một vài video mình gọi là làm ở trong series giải đọc ghim việt là tức là Các bạn phải hiểu rằng ấy Các bạn đừng bao giờ đi tranh cãi và Các bạn cứ lôi những cái ông ở trên Youtube Ông này ông kia ra để các bạn làm bằng cớ cho các bạn đó tại vì Có những ông ở trên Youtube các bạn đâu biết đâu Có những ông các bạn còn chưa xem người ta bao giờ Có những ông các bạn gọi là còn chưa gọi là biết được rằng ở trên thế giới là có một ông này mới là đỉnh hơn những cái ông mà các bạn xem trên Youtube này Đó thì các bạn nhiều khi các bạn chưa xem mà đó là tại vì có những ông là phải mất tiền đó có những ông phải mất tiền có những cái tạp chí có những cái hệ thống về mặt này, nghiên cứu hay là hệ thống về mặt gọi là người ta bán ra những cái nghiên cứu người ta bán ra những cái cách diễn dịch ấy là người ta phải mất tiền đó là bạn phải mất tiền bạn phải mất tiền và có những cái phần mà theo cái dạng là video dạng workshop ấy là bạn phải mất tiền đó bạn tham dự đó mà nó sau đó này nó sẽ biến mất đó là tại vì người ta không có làm free những cái nội dung mà theo cái dạng mà à, về mặt gọi là gai la like, về mặt hướng dẫn như thế được mình phải nói thật các bạn như thế ừ. còn cái chuyện mà họ hâm mộ ai và họ nghĩ rằng kiến thức của người đấy là chuẩn đấy thì cái đó cũng khá là bình thường, cái đó cũng khá là bình thường là tại vì uh, họ chỉ hiểu được uh, đến một cái mức độ nào đó thôi và các bạn ở trên online thì các bạn hay bị thiếu đi một cái thứ tức là bạn cứ mặc định ông này ông nói đúng cái ý hiểu của mình, có nghĩa rằng là ông ấy đúng. Không phải. Đấy. <laughs> cho mình hỏi nếu muốn Vincent PT mà không cần trực tiếp thì phải làm sao? À, cảm ơn nhiều. Vincent những gọi là đã gọi là không có PT trực tiếp từ rất là lâu rồi, rất là lâu rồi, rất là lâu rồi chứ không phải là uh, mình cần phải PT trực tiếp đó. Mình cần phải PT trực tiếp là tại vì mình là coach, đó. mình là coach rồi và làm coach thì mình sẽ không có phải đến phòng tập để PT cho các bạn nữa. Đó, không phải hướng dẫn quá nhiều thứ liên quan đến trợ uh, giúp về mặt động tác nữa. Nếu mà bạn uh, muốn trợ giúp về mặt động tác thì bạn nên tìm kiếm uh, những cái người PT. Đó. Còn mình sẽ coaching bạn thôi, chứ mình không có PT bạn đâu. Đó. Còn bạn muốn, uh, bạn muốn uh, Vin, uh, muốn uh, tham dự những cái khóa coaching của Vincent thì bạn có thể đăng ký ở trên website. Đó nhưng không phải nói thật là thời điểm này thì mình cũng khá là bận nói như là cũng phải xem xem là cái cái công sức mà mình phải dành cho bạn là như thế nào đó chứ bạn giờ là bạn nặng 160 kg xong bạn đòi <laughs> sáu muối thì Vincent cũng phải sorry là Vincent không có không có thời gian để theo bạn được đó. đó gọi là hiệu ứng hào quang hả anh thực ra thì mình cũng không biết gọi có một số cái hiệu ứng rất là đặc biệt ở, ở cái ngành fitness của Việt Nam nhưng mà mình không biết gọi cái từ đó là cái cái từ gì cho cho nó chính xác đó nhưng mà các bạn bị lầm tưởng rất là nhiều thứ về mặt cách tiếp cận kiến thức cái tư duy học của các bạn ấy nó đã bị cái thế giới online thế giới YouTube ấy nó nó gọi là nó giết đi mình phải dùng cái từ giết đi là tại vì thực ra là bản thân các bạn cũng chưa bao giờ học một cách bài bản cả các bạn lên online chủ yếu là để các bạn thể hiện trình độ để các bạn đi cãi nhau để các bạn gọi là uh, gọi là uh, trở thành một cái ông gì đó rất là am hiểu ở trên online chứ bản thân những cái người mà hay tranh cãi hay những cái người mà hay comment này kia các thứ thảo luận uh, những cái vấn đề gây tranh cãi các thứ mà các bạn phải phải lôi những cái ông này ông kia ra thực tế là các bạn chưa bao giờ đi học một cái lớp bài bản cả các bạn hoàn toàn là có cóp nhặt chỗ này chỗ kia và có được những cái kiến thức ở một cái mức độ là uh, còn không biết định giá hay là không biết định lượng là cái kiến thức của mình như thế thì nó ở cái mức độ nào hay là nó có tốt hay chưa đó và ở Việt Nam mình thì luôn luôn là gọi là nhiều thầy hơn thợ tức là Việt Nam mình là thích thứ nhất là thích cái 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 phòng gym là một cái mà thể hiện đúng là cái văn hóa của mình luôn nếu mà các bạn muốn gọi là xem cái văn hóa như thế nào đối với Vincent là cái phòng gym ấy cái phòng gym nó như nào thể hiện đúng cái văn hóa của cái cái đất nước đó hay là cái thành phố đó hay là cái môi trường xung quanh nó thì các bạn vào phòng gym đi các bạn hỏi một anh nào đó chắc chắn anh nó sẽ rất là nhiệt tình chỉ cho các bạn các bạn hỏi bất cứ anh nào ấy. Đó. nhưng các bạn phải hiểu rằng ở bên nước ngoài người ta sẽ say no đa phần người ta sẽ say no nếu không phải đó là công việc người ta là tại vì thứ nhất là nó mất thời gian nó ảnh hưởng đến cái việc gọi là tập luyện của người ta và người ta không có cung cấp những cái theo cái dạng free như vậy đâu các bạn thực sự là như thế các bạn cần hiểu thực sự như thế là vì nước ngoài cũng khá là khó giao tiếp khá là khó giao tiếp à, tự dưng đến hỏi theo cái dạng là uh, anh ơi anh chị em em tập này có đúng chưa đúng chưa là một cái gọi là đối với người nước ngoài cái đó là không nên mình không thể yêu cầu người khác hay mình không thể hỏi người khác một cách theo cái kiểu là tự tiện như vậy được tự tiện như vậy được đó và người ta gọi là rất là uh, lịch sự ở nước ngoài rất là lịch sự nhiều khi nó hơi xa cách nhưng rất là lịch sự tức là ít khi mà làm phiền người khác lắm người ta đang làm cái công việc của họ người ta cũng tập như mình ấy thì uh, mình làm sao mà mình lại đi làm phiền người ta lại bắt người ta chỉ cho mình hay là hỏi người ta được nó nó rất là hạn chế cái chuyện đó ở nước ngoài hay là với những người phương tây mà họ chỉ tập trung vào cái công việc của mình thôi nhưng mà ở Việt Nam thì cái chuyện đó rất là phổ biến đó có những cái 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 bạn mà ở các phòng gym ấy là tập gym gọi là ông tập là lúc nào cũng thế ông, ông có mặt ở trong phòng ấy nhưng thực ra cái thời gian ông đi chỉ người khác ấy lại nhiều hơn cái thời gian ông tập cho bản thân ông ấy đó cái chuyện đó là cái chuyện rất là phổ biến và cái chuyện mà bạn hỏi bất cứ ai thôi cũng là một cái sự rất là nhiệt tình của việt nam nhưng mà đối với vincent là nó cũng thể một phần hết là người việt mình thì rất là rất là thích làm thầy Đấy, rất là thích làm thầy rất là thích khuyên ai đó rất là thích khuyên đó và đối với người nước ngoài cái chuyện mà nếu mà uh, mình không phải là một cái người mà có chuyên môn về một cái nghề nào đó thì mình sẽ không đưa ra lời khuyên đó mình sẽ không đưa ra lời khuyên người nước ngoài kể cả là những người mà làm sếp của vincent ngày xưa họ chả khuyên họ, họ chả khuyên vincent bất cứ cái gì mà ở cái phần chuyên môn mà không phải chuyên môn của họ cả Thực sự không phải chuyên môn của họ cả giống như mình làm pt đi thì họ sẽ không khuyên là mày phải làm PT như thế nào đâu đó còn họ sẽ gọi là uh, khuyên mình về mặt dịch vụ khách hàng là nhiều hơn đó chứ họ sẽ không khuyên theo kiểu là uh, mày làm PT mày phải hướng dẫn người ta như này uh, mày hướng dẫn người ta sai rồi ABCD cái họ sẽ không khuyên đâu họ sẽ tìm tới đúng cái người có chuyên môn như như cái cấp cao hơn của mình chẳng hạn supervisor chẳng hạn hay manager chẳng hạn đó nếu mà họ thấy có vấn đề họ sẽ hỏi là uh, tao thấy thằng này có vấn đề nó có đúng không nếu mà có đúng thì mày làm việc với nó dùm tao đó cái cái kiểu của người nước ngoài nó khá là phân minh như thế rõ ràng như thế ở trong công việc hay là ở trong phòng gym nó rõ ràng như thế chứ còn mình thì cứ hỏi là được đó xong rồi sau đó thì cũng có một vài bạn là à, lại hơi theo cái kiểu là không biết từ chối nhiệt tình quá là không nên ở trong cái bộ môn này không biết từ chối, mặc dù bản thân mình ngày xưa cũng thôi thôi, cũng thế thôi là tại vì mình cũng rất là nhiệt tình Một phần là do mình làm công việc là huấn luyện làm PT mà nên là cái chuyện mà Mình nhiệt tình thì cũng giúp ích cho mình nhưng mà mình cũng Nhiều khi mình cũng rất là nhiệt tình Nhiều khi cũng nhiệt tình cũng không có gọi là Không có tốt lắm đâu các bạn ạ Đó. Nên biết từ chối, nên biết từ chối Đó. Nên biết từ chối Đó. Người ta nói mình chảnh cũng được nhưng mà nên biết từ chối, cái này em không biết Đó. Hay là ở cái này tôi tập cho bản thân tôi thôi chứ không có theo hướng dẫn của ai cả nếu Còn nếu bạn muốn tìm hướng dẫn thì bạn muốn tìm đến PT. Đó. Tìm đến PT hay là tìm đến những người mà họ có trách nhiệm, họ làm cái việc đó với bạn chẳng hạn đó hoặc là ở lên YouTube tìm được những cái ông như ông Vincent này, chẳng hạn thì ông livestream nếu bạn hỏi câu hỏi mà ông có thể trả lời thì ông có thể trả lời hoặc là lên Facebook đó chứ còn ở phòng gym thì rất là rất là khó để để có thể chỉ Đó. thực sự luôn ông gym rất là khó chỉ mà cũng không nên chỉ không nên chỉ đấy. có những trường hợp mà chỉ mà uh, mình chỉ là một chuyện đấy nhưng mà cái người mà người ta tập chẳng hạn đấy người ta không biết nữa đấy, mình chỉ chưa biết mình chỉ có đúng không nhưng họ tập xong họ có vấn đề khó nói lắm tất nhiên mà cái chuyện mà hỏi mà trợ giúp thì cái, đó là cái chuyện rất là tốt đó nhưng mà cũng phải hiểu rõ là ở trong những cái tình huống nhất định đó, ở trong những cái tình huống nhất định giống như là mình thấy cái người đó tập mà có nguy cơ chấn thương rất là cao chẳng hạn đó và họ hỏi mình thì mình sẽ gọi là đưa ra ý kiến của mình đó là theo anh thì em tập như này như này đối với anh là một người mà anh cũng gọi là có chuyên môn đối với bản thân Vincent thôi Vincent giờ uh, gọi là sau này thì bây giờ cũng rút ra được rất là nhiều bài học mình cũng sẽ theo cái hướng như thế tức là đối với anh một cái người cũng gọi là có chuyên môn anh cũng làm PT anh cũng làm huấn luyện anh cũng làm cốt thì đối với anh em tập như thế nó không có tốt nó có nguy cơ chấn thương nó này kia nhưng mà nó thật các bạn nhiều gì chỉ thế <laughs> ngày hôm sau hay một lúc nào đó lại tập lại tập lại y chang cái này mình gặp quá nhiều mình nản lắm mình chẳng chẳng muốn chỉ nữa đấy chẳng muốn chỉ nữa xin lỗi vì mình mới xem kênh của Vincent mình không chuyên nghiệp nhưng cũng biết chút đỉnh mình có thể học Vincent qua điện thoại trực tiếp được không cảm ơn à, mình không có dịch vụ là dạy học qua điện thoại đó. nếu bạn muốn uh, thay đổi hình thể thì bạn có thể đăng ký các khóa học ở uh, trên website nếu bạn muốn học kiến thức thì bạn có thể tham gia vào uh, fitness base một cái nền tảng kiến thức để bạn nâng cấp về mặt kiến thức bạn cũng biết chút đỉnh hay bạn đã chuyên nghiệp bạn đã từng làm PT rồi chắc chắn bạn vẫn sẽ có được cái uh, gọi là cái cách tiếp cận rất là mới và rất là cập nhật ở trên cái nền tảng của mình thực ra bây giờ là cũng là 10 giờ rồi và cái cái live stream post cách ngày hôm nay Thực ra là mình muốn uh, gọi là trả lời cho các bạn uh, càng nhiều câu hỏi về cái việc là xây dựng sự nghiệp PT, xây dựng sự nghiệp coaching những cái vấn đề ở trong cái cái phần đó và cái thumbnail mình cũng đã đề là trauma tình tiền này kia nhưng mà các bạn hỏi thì những cái câu khá là hiền, khá là cơ bản thôi. Tuy nhiên thì cái điều đó cũng rất là bình thường và mình cũng muốn nhân cái video này để mình nói là các bạn là hãy xem nhiều hơn những cái video giống như video của Văn Tới, của Lộc Nguyễn này, của Kim Loan và rất là nhiều những cái nội dung theo cái cái hướng là ở tiếp cận về mặt nghề nghiệp ấy cần được chia sẻ nhiều hơn cần được chia sẻ nhiều hơn chứ còn năm 2022 rồi đối với Vincent nếu mà vẫn cứ gọi làm năm là bài tập để cánh tay to nhất hay là những cái liên quan đến gọi là gọi là ngoại hình hay là 10 phút đốt cháy mỡ ABCD này kia thì đối với Vincent nó khá là lạc hậu chỉ những cái đứa trẻ con nó không biết xem YouTube nước ngoài thôi chứ cái đó bây giờ sọt ra một cái là cả tỷ video mà và <laughs> nó thật các bạn ấy xem nước ngoài nó cũng đã hơn mình không khó phải là phản đối cái chuyện là các bạn Việt Nam làm hay là các bạn Việt Nam nào không hay nhưng đối với Vincent ấy xem nước ngoài quá nhiều cái sự lựa chọn luôn đó nên một cái điều mình muốn chia sẻ tức là còn rất là nhiều bạn hỏi Vincent là anh ơi thì giờ em làm như thế nào để em có thể gọi là uh, phát triển được sự nghiệp PT hay là kiếm khách ABC này kia mình nói thật các bạn hết rồi. Các bạn bắt buộc ở thời đại này các bạn phải học thật nhanh, có được kiến thức thật nhanh. Đó, để làm được một cái chuyện là các bạn phải cung cấp được kiến thức hay được dịch vụ hơn những cái người người ta cung cấp ở trên YouTube đó tại vì trên YouTube người ta có thể gọi là xem ở các kênh nước ngoài người ta có thể Google ra ở nước ngoài sau đó người ta dịch lại người ta làm nội dung ở trên YouTube người ta có rất là nhiều lượt xem nhưng nếu bạn là một cái người bạn gọi là bạn coi mình là một cái người chuyên nghiệp đi một người chân chính đi hay một người theo con đường là chính đạo kiến thức này kia đi nhưng mà bạn lại không cung cấp được những cái kiến thức chuyên sâu hơn những kiến thức mới hơn những kiến thức mà gọi là tối ưu hơn gọi là chuyên nghiệp hơn đấy thì cũng có thể bạn sẽ thua ngay từ ban đầu rồi đó và thực tế cũng có rất là nhiều người gọi là tâm sự với Vincent về cái chuyện là rất là ghét fitness influencer hay là rất là ghét QL rất là ghét những cái người mà làm ở trên kênh YouTube nhưng mà các bạn không thể ghét được đó là một cái xu thế đó là một cái xu thế của thời đại này, người ta chỉ làm nội dung thôi, đó, người ta chỉ làm nội dung thôi và người ta làm nội dung thì người ta mong muốn nhất là có nhiều người xem, có nhiều người tiêu thụ nội dung hơn chứ người ta đâu có làm PT đâu, còn cũng có những cái người người ta gọi là không có nhiều kiến thức nhưng người ta vẫn cung cấp dịch vụ PT nhưng đó là cái chuyện kinh doanh giống như reset đấy, à, làm nội dung lùa gà đầy, làm nội dung sai đầy ra nhưng mà vẫn bán gọi là những cái khóa về thay đổi hình thể abcd kia vẫn bán được và rất là giàu luôn nhưng mà đó là cái chuyện của thế giới này các bạn phải hiểu nhưng sẽ rất là đáng tiếc nếu các bạn là một cái người mà các bạn tự nhận rằng là các bạn là pt chân chính pt chuyên nghiệp ấy nhưng kiến thức của các bạn ấy không mang lại bất cứ cái gì chuyên sâu chuyên nghiệp hay những cái gì gọi là mới mẻ tân tiến đó như là những cái người mà người ta thứ nhất ấy Ai à, lên online là người ta cũng sẽ ngoại hình đẹp hơn bạn chẳng hạn này, đó hoặc là ngoại hình rất là đẹp đi mình không biết là đẹp hơn bạn hay không nhưng mà ngoại hình rất là tốt đi người ta mới lên online, người ta cũng ăn nói rất là tốt này, người ta biết làm nội dung rất là tốt này, đó rồi uh, có thể nói là về mặt gọi là đưa nội dung ra thì người ta tốt hơn bạn rất rất là nhiều, đó nhưng nếu bạn lại chỉ ở cái mức là bạn không mang lại những cái gì đó gọi là uh, chuyên sâu thật sự hay là mới mẻ thật sự ấy về mặt kiến thức ấy thì có thể là bạn sẽ bị thua ngay từ đầu rồi và có rất là nhiều bạn là um, gọi là cảm thấy là chán nản với cái nghề này tức là không phát triển được sự nghiệp bị ép về mặt doanh số dẫn tới là dần dần là bị biến thành gọi là salesman. bị biến thành những người bán hàng rồi cũng bán hàng không có tốt bằng những cái người mà người ta gọi là dẻo miệng hơn người ta có kỹ thuật bán hàng tốt hơn ấy thì mình cũng phải nói thật các bạn là bạn phải xem lại là bạn có cái gì hơn người ta hay không đó. tại vì bạn chỉ có thể là phát triển cái sự nghiệp của bạn khi mà bạn tìm ra là mình tốt ở cái gì đó và mình phát triển từ cái mình mình tốt nhất mình am hiểu nhất thôi đó giống như vincent là một người mà mình bán hàng rất là kém mình bán hàng rất là kém đó mình cũng không làm pt ở các phòng là tại vì mình không bán hàng được À, bán rất là kém bán không nói bán bán không được thì cũng không phải nhưng mình bán là rất là kém mà mình rất là lười bán hàng à, mình rất là lười bán hàng à, mà nhiều khi mình còn gọi là hơi uh, theo cái kiểu uh, rất là bướng nữa rất là bướng bỉnh nữa nên là mình phải chọn cái hướng đi là mình phải chọn cái hướng đi làm sao mình làm chủ được tốt nhất thôi mình nâng cấp kiến thức mình làm cái kiến thức của mình gọi là tốt nhất sâu hơn đó để mình có thể là từ những cái như thế là mình à người ta đến với mình là người ta sẽ à, gọi là được cái wow được cái ở à, wow quá đã quá à, thay đổi được những cái thứ mà người ta nghe nhan nhản ở trên online đó mà người ta thực hành người ta có hiệu quả người ta hiểu biết thêm thì người ta mới tìm tới với mình đó chứ còn nếu mà các bạn cứ gọi là than trách hay các bạn cứ gọi là mất phương hướng nhưng mà thực ra các bạn không có đầu tư vào cái hướng mà đối với các bạn là mạnh nhất tốt nhất ấy thì các bạn sẽ không không lên được, các bạn sẽ không lên được. Đó. Giống như ở đây thì có bạn gọi là Hà Nhật này nè thì uh, mình rất là thích làm việc với những cái bạn ấy là bạn đã có kinh nghiệm rồi Bạn đã xem rất là nhiều thì vision lại càng thích làm. Nó là tại vì làm việc với những bạn như thế chắc chắn sẽ giúp các bạn thay đổi rất là nhiều thứ. Đó. Chắc chắn sẽ giúp các bạn thay đổi được là à À, hóa ra nó không phải như ông này ông kia nói à, hóa ra trước kia nghĩ là sai à, trước kia nghĩ là sai đó đó thì thì vincent là vincent thích thú về mặt gọi là cung cấp về mặt kiến thức cung cấp về mặt theo cái dạng là à, chất xám như thế để gọi là có thể gọi là giúp cho những cái bạn mà tiếp thu về mặt dịch vụ người ta sẽ hiểu biết thêm được một cái thứ gì đó người ta sẽ có cái sự thú vị hơn nó có sự thú vị hơn có sự gọi là mới lạ hơn chứ còn bây giờ mà các bạn vẫn gọi là cung cấp những kiến thức ở cái mức gọi là đầy trên Google, đầy trên YouTube rồi ấy, thì các bạn rất là khó có thể gọi là gọi là ở trong cái cuộc đua này, dù sao bây giờ cuộc sống nó rất là nhanh và nó như là những cái cuộc đua rồi và cái thế giới online là cái thế giới bây giờ người ta chạy đua rất là kinh khủng và nếu bạn không có được một cái cái chiếc xe đủ gọi là đủ châu bò đó. về mặt công suất thì có thể là các bạn gọi là có thể gọi là bị thua ngay từ nước đầu rồi chứ đừng nói có về đích hay là có đường dài hay không à, bạn Nguyễn Duy Khánh này hỏi thì bạn vào website bạn xem ấy Tuy nhiên các bạn phải hiểu như thế này tức là mình cũng nhân câu hỏi của bạn Nguyễn Duy Khánh này hỏi ấy, thì mình cũng phải hỏi các bạn luôn tức là Uh, bạn muốn thay đổi hình thể Bạn theo một khoa học concept Để đạt được cái mục tiêu Còn bạn muốn học về thay đổi hình thể Để làm huấn luyện viên thay đổi hình thể Như Vincent ấy Thì bạn cần phải chờ đợi Và bạn cần phải đầu tư về mặt thời gian đó Đầu tư về mặt thời gian là tại vì uh, Mình phải nói thật với các bạn Tức là cái body transformation Đúng nghĩa ấy nha Đúng nghĩa về mặt huấn luyện ấy Tức là nó thành một cái chuyên môn ấy Một cái chuyên ngành ấy Thì nó sẽ khác nó sẽ khác với là cái dịch vụ PT là PT giảm cân giảm mỡ tăng cơ này kia các thứ khác là tại vì nếu các bạn học về gọi là body transformation chuyên nghiệp ấy chắc chắn các bạn sẽ hiểu là nó chuyên sâu chuyên nghiệp và nó khác như thế nào còn ở bên ngoài các bạn làm PT các bạn làm I đó các bạn có thể cung cấp dịch vụ tăng cân tăng cơ các bạn cung cấp dịch vụ tăng cơ giảm mỡ ABCD kia cái đó bạn vẫn có thể làm được nhưng các bạn phải hiểu là hiệu quả như thế nào có tối ưu hay chưa và à, gọi là à, về mặt gọi là thay đổi cái hệ thống cơ thể có thực sự mạnh như các bạn nghĩ hay không hay chỉ là tăng cân là tăng cân hay chỉ là giảm mỡ là giảm mỡ còn những cái thứ khác thì nó không thay đổi được bao nhiêu. Đó là mình có thể chia sẻ thẳng như thế nên là cái chuyện bây giờ mình phải nói thật với bạn là nếu các bạn muốn học PT thì cũng nhân cái câu hỏi của bạn Nguyễn Duy Khanh này ấy thì các bạn phải cập nhật cái xu hướng của cái ngành này nếu các bạn mà làm về huấn luyện, còn các bạn làm về kinh doanh mở phòng này kia thì các bạn hỏi những người khác nếu các bạn làm về huấn luyện thì các bạn đều phải biết là Vincent kiếm tiền nhiều nhất là nhờ body transformation mà chuyên nghiệp ấy. Body transformation mà chuyên nghiệp theo cái hướng là có thể thay đổi cái tình trạng thể chất của các bạn. Đó mới là body transformation chứ không phải là tăng cơ hay là giảm mỡ hay là uh, tăng cân tăng cơ hay là giảm cân gọi là giảm mỡ abcd kia cái đó nó chỉ là những cái ở mặt bên ngoài thôi nhưng mà thay đổi cái tình trạng thể chất của bạn đúng cái nghĩa là body transformation ấy thì nó rất là khác đó giống như là bạn bị trĩ này thay đổi cái tình trạng thể chất của bạn này đó nó sẽ khác này giống như là bạn là một người mà hút thuốc nhiều này sức bền yếu này thay đổi cái tình trạng thể chất của bạn này nó sẽ khác này. Giống như là bạn là một cái người là ở uh, quay tay 10 năm này. Đó, quay tay 10 năm bị nghiền quay tay này dẫn tới là cái thể chất của bạn rất là yếu này. Bạn gặp vấn đề mà tiêu hóa này, bạn gặp vấn đề về gọi cái kiểu là cái tình trạng thể chất của bạn gọi là bị suy yếu do rất là nhiều cái diễn ra trong cuộc sống của bạn không lành mạnh này thì thay đổi hình thể hay là thay đổi thân thể chuyên nghiệp nó sẽ rất là khác, nó sẽ rất là khác đó mình phải nói với bạn thế nó nó sẽ rất là khác là tại vì à, nó khác với cái chuyện là bạn cung cấp cái tip này cái tip kia theo cái dạng là chữa theo cái dạng chữa theo cái dạng cứu chữa theo cái dạng cứu chữa à, không à, ông không ngủ tốt thì à, ông cứ tập luyện đi ăn uống này kia các thứ này kia thì nó sẽ gọi là giúp ông cải thiện nhưng nó không phải như thế các bạn ạ nếu thực sự các bạn hiểu hay là các bạn được học về body transformation theo dạng là thay đổi thể chất ấy thay đổi thể chất ấy thì nó sẽ rất là khác tại sao nó lại có những khái niệm như là strength conditioning nó sẽ rất là khác theo dạng là uh, uh, gọi là strength coaching hay là bạn tập để tăng sức mạnh nó sẽ rất là khác với strength conditioning nó strength conditioning để làm gì hay là body transformation để làm gì các thứ này kia nó cần phải được hiểu đúng cái khái niệm đó, hiểu đúng cái khái niệm là tại vì cái khái niệm đúng của nó nó là cả một cái chuyên ngành đó chứ không phải là khái niệm đúng của nó là nó chỉ là một mục tiêu đó bạn học về giảm mỡ hay là học về giảm cân chuyên nghiệp nó cũng sẽ khác là bạn có mục tiêu giảm cân giảm mỡ thì bạn gọi là cứ tập rồi Calorie Deficit rồi à, là bạn có thể giảm cân sau đó kết thúc còn sau đó thì là cái chuyện của sau đó thì đó rất là khác mình phải chia sẻ như thế đó. Đó, tại vì cái thị trường về mặt thay đổi thể chất hay là có những bạn là inbox cho vincent là hỏi là anh có dạy về theo cái dạng là gọi là uh, tăng cân tăng cơ dành cho người gầy hay không ấy nó dành cho người gầy hay không ấy đó dành cho người gầy hay không là tại vì người gầy không phải ai cũng giống nhau đó, người gầy không phải ai cũng giống nhau và không phải là uh, người gầy là sẽ có một vài cái gọi là cái cái thông tin khá khá giống nhau để cố khu biệt các bạn thì cái chuyện mà giống như là somatotype tức là các tạng người ấy tại sao người ta lại cố gắng đưa ra các tạng người ấy là để làm một, một cái chuyện đấy thì dù cái kiến thức cái cái kiểu gọi là somatotyping tức là cái cái chuyện mà xếp 8 tỷ người này vào ba cái nhóm người như thế nó đã không đúng rồi nhưng mà người ta làm như thế là tại vì để cho người ta nhàn hơn để cho người ta nhàn hơn tức là ông nào thuộc cái nhóm này cứ ăn như thế cứ tập như thế nó nhàn hơn nó dễ hiểu hơn nó dễ kiếm tiền hơn nhưng thực tế người gầy nó là một cái trạng thái rất là phức tạp là tại vì gầy phải gầy như thế nào gầy là phải do cái gì gầy trong bao nhiêu lâu và người béo cũng như thế đó người béo cũng như thế ông bị gọi là béo phì 10 năm nó khác là ông mới gọi là chán đời hay là ông mới bị người yêu bỏ xong rồi ông gọi là có 6 tháng một năm gì đó ông ăn chơi nhảy múa này kia gọi là ông chán đời để ông biến ông thành một thằng mập thì nó khác một thằng thừa cân một thằng béo phì theo dạng ấy, nó khác hay là một thằng mà có cái vấn đề về mặt gọi là về mặt gen về mặt cơ địa về mặt này em kia nó khác nó rất là nhiều những cái thứ nó khác như thế là tại sao cái cái lý thuyết những cái lý thuyết những cái tên gọi về mặt gọi là somatotyping hay là tên gọi về mặt theo dạng là skinny fat là tại sao ấy nó chỉ là những cái khái niệm mà để người ta dùng dễ hiểu để người ta có thể huấn luyện các bạn à mày cứ skinny fat là mày nhé nhưng mà các bạn phải hiểu là cùng một phần trăm mỡ thì mỗi người là khác nhau, mỗi người sẽ có biểu hiện sức khỏe khác nhau. Đó, hay là kể cả là về mặt ngoại hình nữa, cũng 15%, 15 mỡ hay là 12% mỡ. Có những người người ta 12% mỡ, 15% mỡ. Người ta đã xấu múi và người nhìn người ta rất là đẹp rồi. Cơ bắp người ta điều kiện nhìn rất là đẹp rồi. Và người ta rất là khỏe rồi, nhưng cũng có những người là cần phải thấp hơn hay cũng có những người là... À, không được cái thể trạng hay cái, cái cái gọi là hình thể về mặt bên ngoài là nhìn xịn như thế đó nhưng là cần phải hiểu uh, rất là rõ là nếu mà nâng lên cái mức gọi là chuyên môn ấy thành chuyên môn ấy thì nó sẽ rất là khác so với cái chuyện là bạn học PT căn bản thì bạn học PT căn bản thực ra là bạn có thể coaching người khác để thay đổi lối sống để này này kia ở mức ở một mức độ là tạo ra hiệu quả để bạn có thể kiếm được tiền rồi đó Tại vì nếu mà bạn hướng dẫn được người ta là à, duy trì cái chuyện tập luyện này, duy trì cái chuyện ăn uống khỏe mạnh, duy trì cái chuyện lifestyle khỏe mạnh này, trong cái thời gian bạn làm việc cùng với người ta, là 3 tháng chẳng hạn, 3 tháng chẳng hạn, thì chắc chắn là bạn phải cung cấp được kết quả giảm cân. Cái đó không khó. Hay cung cấp kết quả là tăng cơ, hay là tăng cân. Cái đó không khó. Đó, cái đó thực ra là không khó. Cái đó thực ra là à, các bạn có thể tự hình thành được những cái hệ thống. Nhưng mà nếu người ta muốn hơn thì sao? Hay là nếu bạn có thể cung cấp người ta dài hơi hơn thì sao? đó hay là bạn chỉ có một cái gọi là uh, cái phần gọi là hạn chế về mặt cái bộ khung kiến thức của bạn là mới hạn chế như vậy thôi nên bạn chỉ có thể làm việc với một cái người là uh, đạt đến một cái hiệu quả nhất định vậy thôi còn bạn đã biết tới là uh, với một cái hồ sơ như thế là uh, bạn có thể làm cao hơn được hay không, làm tốt hơn được hay không hay là mang được cái giá trị lâu dài bền vững được hay không hay là sau đó thì bạn sẽ phải gọi là đổ tại người ta là uh, tại vì em giảm cân cho chị thành công rồi nhưng sau đó chị ăn chơi chị nhảy múa chị này chị kia thì chị lại bị mập lại tức là nó luôn luôn có những cái cấp độ là bạn có thể kiểm soát cái công việc của bạn hay kiểm soát cái chuyện là cái thành công mà bạn mang lại cho khách hàng ấy, nó sẽ được lâu dài hay không nó sẽ được bền vững hay không đó nó luôn luôn có những cái cấp độ cao hơn như thế và trong tất cả ngành thì đều có kể cả là bạn làm PT thì cũng có PT this PT das tức là bạn phải có PT ở mức độ gọi là newbie, beginner, bạn mới làm việc một năm với lượng kiến thức như này thì chắc chắn sẽ là khác với một người người ta làm quá nhiều năm hay là có rất là nhiều kiến thức và người ta gọi là từ kiến thức người ta học được từ kinh nghiệm, từ thực hành này kia để người ta có thể gọi là nâng cấp hơn về mặt gọi là sự nghiệp hay về mặt chuyên môn ấy, thì nó phải ở cái mức advanced hơn chẳng hạn thì cái đó là cái mà bạn phải cần thời gian và bạn phải hiểu đó còn quay trở lại cái chủ đề là nếu mà bạn muốn xây dựng sự nghiệp coaching ở trong cái thời đại này thì chắc chắn rồi bạn phải hướng tới cái thay đổi hình thể chuyên nghiệp hơn đó chứ không chỉ là những cái bề mặt những cái bề mặt thì thực tế ra bạn có thể gọi là đi theo cái hướng idol bạn không có cần biết quá nhiều kiến thức chuyên môn đó là tại vì để mà có thể huấn luyện được một người mà giảm cân ấy thì giảm bao nhiêu cân nó không phải là vấn đề của một cái người huấn luyện thực sự nó không phải là vấn đề của một người huấn luyện đó tại vì bạn đã nhận được tiền rồi bạn sẽ phải tìm cái cách để giảm cân để sụt cân cũng được nữa để sụt cân cũng được nữa với những người mà dành về sinh hóa chẳng hạn đấy, cái chuyện mà giúp cho bạn gọi là sụt cân ấy, mất cân nhanh hay là gọi là mất nước hay mất gì để bạn sụt cân nhanh để người ta có kết quả người ta lấy tiền bạn ấy cái đó nó không khó cái đó nó không khó thực sự cái đó không khó và nhưng cái đó nó không phải là huấn luyện giảm cân theo hướng là chuyên nghiệp đó theo hướng chuyên nghiệp là tại vì cái đó nó không giúp thay đổi được những cái bài toán hay là gọi là tìm ra cái giải pháp cho những cái bài toán phức tạp hơn ở cái chuyện thể hiện bên ngoài là cái chuyện giảm cân. Đó và cái chuyện body transformation là một cái chuyện rất là rất là thú vị hay là rất là cao cấp nếu bạn càng đào sâu là tại vì con người thì dù sao nó là một cái thực thể mà sống rất là lâu đó và trong thời gian bạn sống thì chắc chắn là cơ thể của bạn nó cũng gọi là thay đổi theo mà thay đổi theo rất là nhiều yếu tố nữa thêm vào cái yếu tố tuổi tác yếu tố thời gian nữa là một thứ mà bạn đào mãi không hết đó nếu mà bạn muốn phát triển sự nghiệp coaching sự nghiệp PT thì bạn phải đào sâu cái body transformation cái kiến thức của bạn về thay đổi hình thể nhiều hơn những cái gì mà bạn gọi là đang biết được ở thời điểm hiện tại đang biết được mà thời điểm hiện tại có những cái kiến thức mà bây giờ Vincent biết được thì nếu mà 5 năm trước, 20 năm trước Vincent không biết, Vincent không biết, thực sự là như thế nhưng mà có những kiến thức bây giờ mình biết và mình áp dụng vào thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Đó mà nhờ những cái như thế thì mình mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đó. Và kể cả cái chuyện bây giờ nữa là có một cái một cái một cái phần chuyên môn là một cái phần chuyên môn là là theo cái dạng là huấn luyện sinh lực ấy tức là bây giờ có rất là nhiều bạn, các bạn trẻ trẻ thôi nhưng các bạn đã bị gọi là sinh lực các bạn giảm sút rồi. Sinh lực ở đây không có nghĩa là sinh lý đó là tại vì sinh lý nó chỉ là một phần thôi và riêng cái chuyện sinh lý nó cũng rất là phức tạp nhưng mà cái chuyện huấn luyện sinh lực ở đây ấy là xây dựng lối sống tập luyện dinh dưỡng các thứ này kia để để bạn có thể có được cái sinh lực mà mạnh hơn này có được cái cái hiệu suất làm việc cái hiệu suất học tập hay là cái gọi là cái sức sống tốt hơn này đó cũng là những cái hướng mà các bạn hoàn toàn có thể uh, phát triển được đó, hoàn toàn có thể phát triển được chứ còn mà uh, nếu mà các bạn uh, làm PT các bạn chỉ hướng tới cái chuyện là làm sao để có nhiều khách hơn ấy thì nó không phải là cái hướng của Vinson đó tại vì làm sao có nhiều khách hơn ấy nó nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ đó, giống như là bạn nói chuyện có duyên hay không đó. rồi bạn có biết chăm sóc khách hàng theo cái dạng là cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hay không khả năng chăm sóc khách hàng của bạn có tốt hay không đó chứ còn một cái thằng gọi là mặt đơ như Vinson này mình rất là lạnh lùng chẳng hạn hay là mình giao tiếp ở một cái mức rất là lịch sự nhưng cũng đồng thời khá là khá là xa cách chẳng hạn thì nhiều khi chẳng bao giờ mà kiếm được đủ cái số khách hàng mà để gọi là đáp ứng cái cái mong muốn của mình về mặt thu nhập chẳng hạn thì, thì nếu mà bạn đi theo cái hướng mà càng ngày càng kiếm được nhiều khách hàng thì khách hàng thì có thể là bạn mở phòng tập nó sẽ tốt hơn đó, bạn mở phòng tập ra hay bạn mở chuỗi phòng tập ra nó sẽ tốt hơn đó còn nếu mà bạn đi theo hướng huấn luyện thì không có cách nào khác là bạn phải nâng cấp về mặt kiến thức để bạn dần dần cái chuyên môn của bạn nó nâng cao lên ở một cái mức độ là bạn sẽ làm chủ được rất là nhiều thứ ở công việc của mình và tác động được rất là nhiều thứ vào cái chuyện thay đổi thể chất của khách hàng đó. sắp tới anh làm thêm podcast đi anh mấy tập podcast của anh cuốn quá thì những cái nội dung mà livestream như vậy thì đối với nó cũng giống như là một cái podcast là tại vì sẽ có chủ đề sẽ xoay quanh cái chủ đề đó thôi và để làm được những cái nội dung podcast thì thực ra là cũng cần phải có sự giúp đỡ và ủng hộ các bạn các bạn tới với podcast các bạn tham gia thảo luận nhiều hơn đặt nhiều câu hỏi hơn đó còn cái chuyện podcast mà kết hợp với lại một vài người bạn hay những người này gọi là có sức ảnh hưởng ở trong cộng đồng ấy, thì à, cái chuyện đó nó khó làm hơn các bạn nghĩ là tại vì vì lịch trình, vì gọi là thời gian làm việc, vì gọi là cái chủ đề nó có phù hợp hay không rất là nhiều yếu tố và ai thì cũng gọi là phải dành thời gian cho công việc riêng cá nhân chứ còn làm làm podcast thì à, chủ yếu là để chém cho nó sướng thôi nó thật các bạn thấy, chủ yếu để chém gió cho nó sướng thôi chứ nó nó, nó khá là tốn thời gian đó, tốn thời gian podcast nói ra cũng phải tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ nói rồi dựng podcast thì editor cũng phải ngồi nghe lại rồi đủ thứ hết nó tốn thời gian rất là nhiều nhưng mà cái cái mặt gọi là những cái gì mang lại thì nó không bao giờ được nhiều cả mình cũng nói thật với các bạn như thế nhưng mà phải tùy vào cái hứng thú là vì vậy đó tại vì nhiều khi thích chém anh em thích chém rồi anh em thích gọi là à, bàn về cái này cái kia và thời gian phù hợp nhiều khi hẹn tới hẹn nuôi rồi các thứ này kia nhiều khi không được nữa và đúng hôm hẹn chẳng hạn đấy thì gọi là chẳng có hứng mà nói nữa đấy chẳng có hứng mà nói nữa đấy rồi cũng à, gọi là có nhiều người thì không có hợp cái style À, của Vincent chẳng hạn đó. có nhiều có rất là nhiều bạn cũng muốn làm podcast nhưng mà khi mà Vincent trao đổi xong ấy thì cũng không hợp với style của Vincent tại vì Vincent thì thích làm podcast theo cái hướng là làm sao nó đừng có phải gọi là quá nặng nề về kịch bản đó. mình là cái người mà mình thích làm livestream hay làm podcast là kể cả mình làm video rồi thôi nhiều khi cũng nói lan man giải dòng một phần là mình làm thì mình cứ gọi là có sao mình sẽ nói như thế và mình cảm thấy nói cho nó đủ thôi chứ mình không sẽ không theo kịch bản là có cái đường dây anh phải nói như thế này anh phải nhấn chỗ này nhấn chỗ kia anh phải gọi là câu chỗ này câu chỗ kia nó rồi thể hiện cảm xúc gọi là á ố gì đó các thứ mình không có giỏi trong cái chuyện đó và cũng không có thời gian để mà lên một cái theo cái kiểu kịch bản này kia thì nó nhiều khi đối với nó còn mất thời gian hơn thôi cứ gọi là tìm chủ đề à, thấy chủ đề hôm nay ở à, ok hay nói được à, ok nốt ra có mấy ý mấy ý này ok rồi nói Đấy. thậm chí nói xong thì thấy không có không có sướng lắm thì thôi làm cái khác chứ còn hơn là mình xin là phải ngồi để viết về cái cái này kia theo kịch bản này kia các thứ ấy thì thành gọi là như kiểu đọc truyện nên thì mình đọc nó còn chán hơn ấy. mình nói không thôi là các bạn đã thấy gọi là chán chán buồn ngủ rồi chứ mình mà đọc nữa thì nó còn chán nữa đấy nó thật các bạn đấy tại mình không không có khả năng gọi là nhớ thoại được mình không phải diễn viên nên là khả năng nó của mình khá là kém ấy nếu mà các bạn đặt câu hỏi thì mình sẽ gọi là trả lời nhanh lắm nhưng mà cũng có thể là do nghề nghiệp là mình hay bị đặt câu hỏi thì mình sẽ hình thành cái 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 gọi là cái mô hình suy nghĩ như thế nó sẽ nhanh hơn nhưng mà, ai đặt câu hỏi cái thì mình mình sẽ trả lời dễ hơn chứ còn mà để mà tự nghĩ ra câu hỏi này hay là viết ra xong rồi gọi là đọc nhầm xong nhớ để có thể gọi là thoại thật là hay các thứ này kia hấp dẫn đấy thì biết chịu thực sự luôn chịu Ok thì Thế uh, bây giờ là cũng uh, khá là khuya rồi 10 giờ 30 rồi thì mình chắc chắn là mình sẽ phải uh, uh, Xin phép các bạn kết thúc cái uh, phần live stream này ở đây Những cái dạng như này thì nó cũng giống như là một cái postcard mà Được live mà người trò chuyện chính là bản thân các bạn Mình rất là vui khi mà các bạn tới với podcast và đưa ra ý kiến, đưa ra câu hỏi để Vincent có thể gọi là trao đổi với bản thân các bạn cũng như là à, từ những cái phần như thế thì sẽ gọi là giúp cho cái phần à, podcast này à, đưa ra được nhiều những cái góc nhìn hay là đưa ra được thêm nhiều những thứ mà à, có thể là nó chỉ giúp các bạn gọi là có một cái buổi tối gọi là <laughs> vui vui thôi thì cũng đã rất là tốt rồi. Còn cái phần à, bình chọn à, như các bạn thấy ở đây đó là à, cái phần bình chọn cũng đã kết thúc à, có 157 lượt bình chọn nó và cái số người xem kênh của Vinson mà chỉ muốn học kiến thức cho biết thì vẫn là chiếm đa số. Tuy nhiên thì cái số các bạn mà mong muốn trở thành PT hay là đang làm PT nâng cấp sự nghiệp cũng rất là cao đó và thực ra nó khá là cân bằng thôi. Nên là à, chắc chắn là à, trong thời gian sắp tới thì Vincent cũng gọi là sẽ cố gắng để làm được nhiều những cái nội dung mà à, nó có thể nói là nó sẽ cân bằng giữa hai hướng thực tế ra cái kênh của Vinson mình cũng gặp một cái gọi là cái sự phân vân hay là cái sự xung đột về mặt gọi là suy nghĩ tức là mình luôn muốn cân bằng mình luôn cũng có thể là hơi tham nhưng mà mình luôn muốn cân bằng những cái mặt kiến thức mình truyền tải là để cho những cái người mà muốn làm PT thì cũng có một được một lợi ích một chút xíu đó và những cái người mà muốn học kiến thức cho biết thì cũng có được một cái kiến thức chút xíu đó. Đó cũng là cái lý do tại sao mà kênh thì không có làm những cái nội dung mà theo hướng là dễ xem dễ nghe để view nó cao hơn chẳng hạn không có chạy theo trend chẳng hạn ngoài những cái nội dung mà review về thể hình là bản thân mình rất là thích thể hình rất là thích chém gió thôi nhưng mà cũng mong là nhận được cái sự ủng hộ của các bạn là tại vì thực ra trên kênh à, mình muốn là sẽ có đa dạng các bạn trẻ xem hơn cũng rất là may mắn là trên kênh có thêm à, rất là nhiều những cái bạn nữ cũng xem rất là nhiều những cái à, anh chị thậm chí là chú bác ở cái độ tuổi lớn hơn cũng xem nữa nên chắc chắn à, vincent cũng cố gắng là để gọi là cân bằng được rất là nhiều các à, các độ tuổi các sở thích khác nhau tuy nhiên thì à, mình vẫn sẽ cố gắng để giữ được cái 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 chất của cái kênh là đi theo cái hướng như thế mặc dù nó không có nhiều view nó không có nhanh được à, về mặt gọi là shop về mặt này kia okay. nhưng mà thực ra thì à, ai cũng làm nhanh ai cũng chạy theo những cái thứ khác giỏi và mình cũng muốn làm một cái kênh mà nó chậm chậm thôi đó nên là rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái live stream ngày hôm nay cũng chúc các bạn có được một buổi tối vui vẻ và tận hưởng được cuộc sống tốt hơn và chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon xem đá banh thì sẽ có được cái sự hào hứng nếu có đầu tư vào đội nào thì cũng mong rằng là các bạn sẽ còn được tiền để gọi là ngày mai đi tập hay ngày mai mua gà ăn chứ đừng bị gọi là mấy thằng bạn nước ngoài nó đá bay mất cái điện thoại hay là cái xe thì cũng không nên rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream ngày hôm nay cảm ơn các bạn một lần nữa đã đến với kênh và đưa ra những cái câu hỏi đưa ra những ý kiến cá nhân mình sẽ sớm trở lại trong những live stream tiếp theo trong những video tiếp theo là cảm ơn mọi người. Good night.